Xin chào quý thính giả đang nghe chuyện hay 198, hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả bộ truyện bắt đầu đánh dấu hoang cổ thánh thể, tác giả Di Thần, kính mong quý thính giả bớt chút thời gian để like, chia sẻ, comment và nhớ subscribe để theo dõi thêm nhiều chuyện của kênh nữa nhé. Xin các huynh đệ tỷ muội một đăng ký nhé, nếu ai ủng hộ kênh để kênh phát triển tốt hơn thì có quy giờ, Momo, số tài khoản đó nhé. Xin cảm ơn. Chung quanh hư không bắt đầu đè ép, phong tỏa. Thế nhưng, thời gian tiên kim tiểu long, bên ngoài thân có quang hoa chảy xuôi, có mịt mờ thời gian chi lực đang lưu chuyển. Cái kia hư không giam cầm đúng là bắt đầu buông lỏng. Đây là thời gian cùng không gian va chạm. A, Quân Tiêu Dao lộ ra vẻ suy tư. Một màn này, ngược lại để trong lòng hắn linh quang lóe lên. Cấm tiên đệ tứ phong, là cấm bay ở giữa. Như vậy, cấm tiên thứ năm phong, hẳn là cấm thời gian. Cấm tiên thất phong, là Quân Tiêu Dao lúc đầu đánh dấu thần thông. Nhưng bởi vì chỉ có phong ấn giam cầm chi năng, cho nên Quân Tiêu Dao cũng chưa quá mức để ý, càng không có tận lực đi tu luyện. Mà bây giờ, này thời gian tiên kim tiểu long, cho hắn khải định. Trở về sau theo sở tiêu nơi đó thu hoạch đến hoàn chỉnh thời thư, cũng là có thể theo bên trong lĩnh ngộ ra, cấm tiên thất phong mới biến hóa. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm. Hắn tựa hồ có chút xem thường cấm tiên thất phong. Nếu là cấm bay ở giữa cùng cấm thời gian trồng chất dâng lên. Cái kia không thể nghi ngờ là tối cường phong ấn thần thông. Lại thêm phương thốn càn khôn. Liền hỏi ai có thể chạy thoát được Quân Tiêu Dao tay cầm. Hắn cũng là hy vọng sở tiêu nhanh sưu tập đủ thời thư. Mà trước mắt, đối mặt thời gian tiên kim tiểu long thế công, Quân Tiêu Dao cũng là lại lần nữa ra tay. Mà này vừa ra tay, liền là một loại chí cường lực lượng. Luân hồi lực lượng. Quân Tiêu Dao đối với luân hồi, có thể nói là lĩnh hội rất sâu sắc. Không chỉ ngưng luyện luân hồi pháp tắc, chí tôn cốt thần thông bên trong, cũng có luân hồi niết quang, luân hồi đạo bàn các loại. Hắn còn có theo bỉ ngạn hoa chi mẫu nơi đó lấy được bỉ ngạn luân hồi tiên quyết. Chớ nói chi là còn có lục đạo luân hồi quyền. Luân hồi, đồng dạng dính đến thời gian. Mặc dù không bằng thời gian chi lực thuần túy, nhưng một dạng có áo nghĩa chất chứa trong đó. Theo Quân Tiêu Dao thi triển ra luân hồi lực lượng. Cái kia cỗ rơi ở trên người hắn thời gian tuế nguyệt chi năng, cũng là bị cắt giảm rất nhiều. Thật cường đại luân hồi lực lượng, vị này quân công tử, đến tột cùng có lai lịch gì? Ngọc Hiên Thái tử đám người thấy thế, cũng là kinh thán không thôi. Luân hồi lực lượng, này cũng không phải cái gì có thể tùy tiện trưởng khống lực lượng. Không có tuyệt đối yêu nghiệt ngộ tính cùng cơ duyên, là không thể nào lĩnh ngộ. Kế tiếp, nếu thời gian chi lực đối Quân Tiêu Dao tạm thời không có uy hiếp, vậy hắn liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực. Mất đi cái kia đặc thù thời gian chi lực áp chế. Đầu này thời gian tiên kim tiểu long, cũng bất quá chỉ là một đầu chưa từng thuế biến hoàn toàn thánh linh thôi. Quân Tiêu Dao ra tay rồi, quyền phong gột rửa, nương theo lấy luân hồi chi quang. Cong, rơi tại cái kia thời gian tiên kim tiểu long trên thân, đúng là tiến vào vang lên tiếng kim loại. Không hổ là tiên kim, Quân Tiêu Dao không có ngoài ý muốn. Thời gian tiên kim, mặc dù bỏ qua một bên thời gian chi năng, đó cũng là hy hữu nhất bảo liệu. Làm sao có thể một thoáng liền bị đánh nát? Mà nhìn đến đây, Ngọc Hiên Thái tử đám người càng là phảng phất ngốc trệ. Lại có người cầm thân thể cùng tiên kim đối bính. Điều kỳ quái nhất chính là lại còn không có việc gì. Chương 2088, Bắc Thiên giới vực, Trăm Quốc đại chiến, truyền thừa thư viện. Đối với Quân Tiêu Dao mà nói, nhìn như bình thường thủ đoạn, rơi vào Ngọc Hiên Thái tử đám người trong mắt thì như yêu nghiệt, làm người chấn kinh. Ngọc Hiên Thái tử vui mừng, chính mình kéo rút phương án là đúng. Mà Ô Ma hoàng tử cũng vui mừng, cũng may chính mình không có bởi vì ghen ghét ngốc nghếch khiêu khích, không phải người sớm mất, mà tại trong cuộc chiến, thấy người trước mặt này loại, mảy may không chịu đến thời gian chi lực ảnh hưởng, thậm chí có thể dùng thân thể cùng nó va chạm. Thời gian tiên kim tiểu long, cũng là có thoái ý, Quân Tiêu Dao thấy thế, lách mình mà lên, một mặt luân hồi đạo bàn nghiền ép mà xuống. Đây là chí tôn cốt, chí tôn thần huyết thần thông, là cực hạn luân hồi lực lượng thể hiện. Đồng thời, Quân Tiêu Dao thức hải, khủng bố đến cực điểm nguyên thần chi lực mãnh liệt mà ra. Quân Tiêu Dao lại là muốn trực tiếp sinh sinh ma diệt này thời gian tiên kim tiểu long linh thức. Thời gian tiên kim tiểu long tự nhiên là không cam lòng như thế, đang liều mạng phản kháng. Mông lung mưa ánh sáng dâng lên, thời gian chi lực tứ tán, nhường chung quanh hư không đều muốn rách nát. Thấy Ngọc Hiên Thái tử chờ lòng người lạnh ngắt vô cùng. Cũng may đụng phải Quân Tiêu Dao. Bằng không, bọn hắn mặc dù có thể lại tới đây. Cũng bất quá là tại miệng quáng, nhiều thêm vào ba bộ già nua thi cốt mà thôi. Mà kết quả cuối cùng, không có chút nào ngoài ý muốn. Thời gian tiên kim tiểu long, bị Quân Tiêu Dao sinh sinh ma diệt ý thức. Cuối cùng, biến thành một khối ước chừng tay chừng đầu ngón tay, thần hoa sáng chói, lộng lẫy vô cùng tiên kim. Như thế điểm, cùng
cùng trước đó dưa hấu lớn nhỏ hư không tiên kim so sánh. Này thời gian tiên kim, không khỏi cũng quá ít. Bất quá nghĩ đến này thời gian tiên kim trình độ hiếm hoi. Cho dù là này một đoạn cỡ ngón tay thời gian tiên kim, thả đi ra bên ngoài đều đủ để cho người ta đoạt bể đầu. Quân Tiêu Dao trực tiếp là nhận. Thịt mũi cũng là thịt. Ngọc Hiên Thái tử đám người, tự nhiên là không có gì dị nghị. Dù sao đây là Quân Tiêu Dao một người trấn áp. Bọn hắn để ý, là cái kia Tuế Nguyệt Hoa. Bất quá Quân Tiêu Dao không hề động. Bọn hắn tự nhiên cũng không dám tùy tiện ra tay. Hiện tại Quân Tiêu Dao trong mắt bọn hắn, đã không đơn thuần là cùng thế hệ người trẻ tuổi. Nếu không phải Quân Tiêu Dao tuổi trẻ tuấn mỹ, sinh cơ tràn đầy. Ngọc Hiên Thái tử thậm chí hoài nghi, có phải hay không là cái gì thế hệ trước cường giả phản lão hoàn đồng. Không phải thực lực làm sao lại mạnh mẽ như thế. Quân Tiêu Dao cũng là rơi đến Tuế Nguyệt Hoa trước, đem hắn hái. Tuế Nguyệt Hoa, mông lung vô cùng, lưu chuyển lên vầng sáng, vung vãi mưa ánh sáng. Phảng phất có mịt mờ thời gian cùng Tuế Nguyệt đang chảy. Mặc dù chỉ có bốn cánh, nhưng cũng là có loại làm người vô pháp coi nhẹ Tuế Nguyệt khí tức. Quân Tiêu Dao thấy thế, lấy xuống một Tuế Nguyệt cánh hoa, cho Ngọc Nhàn công chúa. Đa tạ quân công tử. Ngọc Nhàn công chúa trịnh trọng thu hồi Tuế Nguyệt cánh hoa. Nàng rất vui vẻ, phụ hoàng cuối cùng được cứu rồi. Sau đó nhìn về phía Quân Tiêu Dao tầm mắt, mơ hồ hiện ra một phần dị sắc. Mạnh mẽ, tuấn tú, tính cách ôn hòa, cứu được nàng một mạng, còn giúp nàng tìm tới cứu trợ phụ thân đồ vật. Nếu như nói dạng này, Ngọc Nhàn công chúa đều không có một chút cảm giác. Đó mới làm người kỳ quái. Tốt, chúng ta rời đi trước đi, nơi này cũng không phải nơi ở lâu. Quân Tiêu Dao nói. Được. Ngọc Hiên Thái tử đám người gật gật đầu. Bất quá nhiều lúc, bọn hắn rốt cục rời đi Thiên Tuyệt cổ khoáng. Đi tới bên ngoài nhìn một cái không sót gì bình nguyên phía trên. Nếu Ngọc Nhàn công chúa sự tình hoàn thành, ta đây liền không ở lâu. Thiên Hoàng Triều cái vị kia Ô Ma Hoàng tử, thế nào còn có mặt mũi ra lưu tại nơi này, vội vàng rời đi, bóng lưng rất có vài phần chật vật chi ý. Tuế Nguyệt Hoa như là đã đạt được, các ngươi phụ hoàng hẳn là cũng được cứu rồi. Cái kia quân mỗ cũng nên rời đi, hai vị, sau này còn gặp lại. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói. Không muốn. Ngọc Nhàn công chúa vô ý thức hô. Sau đó ý thức được cái gì giống như, khuôn mặt nhỏ đỏ giống như là quả táo. Cúi đầu nhìn chân của mình nhọn. Một bên Ngọc Hiên Thái tử thì khẽ mỉm cười nói. Quân công tử mới tới thế giới trong thế giới, hẳn là cũng không có cái gì mục tiêu cùng đặt chân chỗ đi. Cái này. Hoàn toàn chính xác. Quân Tiêu Dao nói. Sau đó không lâu, Trăm Quốc đại chiến tướng khải. Đến lúc đó sẽ có truyền thừa thư viện tiền bối đến đây chiêu sinh. Truyền thừa thư viện chính là Bắc Thiên giới vực đỉnh lưu thư viện. Ta xem quân công tử thực lực phi phàm, nhất định có thể vào truyền thừa thư viện, dạng này cũng xem như tại thế giới trong thế giới đặt chân đi. Ngọc Hiên Thái tử đề nghị. Bắc Thiên giới vực, Trăm Quốc đại chiến, truyền thừa thư viện. Này chút từ, nhường Quân Tiêu Dao cảm giác lạ lẫm. Hắn đối thế giới trong thế giới, không có quá nhiều đi sâu hiểu rõ. Cảm thấy hẳn là tới một chuyến, cho nên mới tới. Đến mức kỹ càng điều tra cái gì, Quân Tiêu Dao cảm thấy, không cần thiết. Hắn không cảm thấy, có người nào, có thể chân chính uy hiếp được hắn. Há, suýt nữa quên mất, quân công tử còn cũng không hiểu biết thế giới trong thế giới tình huống, ta liền đại khái nói một chút. Lập tức, Ngọc Hiên Thái tử, cũng là hướng Quân Tiêu Dao đại khái giảng giải một cái hạ giới trung giới tình huống. Thế giới trong thế giới, thân là giới hải nổi danh nhất vũ trụ một trong. Hắn phạm vi, cũng là cực kỳ bàng bạc rộng rãi. Đại khái bị chia làm bốn khối khu vực, phân biệt là Đông Thiên giới vực, Tây Thiên giới vực, Nam Thiên giới vực, Bắc Thiên giới vực, mà Quân Tiêu Dao hiện tại vị trí chính là Bắc Thiên giới vực bản đồ dưới Trăm Quốc tinh vực. Cái gọi là Trăm Quốc tinh vực liền là Bắc Thiên giới vực bên trong một khối địa vực, ở vào rìa vị trí, cũng không tính trung tâm. Sở dĩ được xưng là Trăm Quốc tinh vực là bởi vì ở khu vực này có trên trăm hoàng triều quốc gia đứng sừng sững. Như Ngọc Hiên Thái tử cùng Ngọc Nhàn công chúa chỗ Ngọc Hư Hoàng Triều. Còn có cái kia Ô Ma Hoàng tử chỗ Thiên Ô Hoàng Triều. Đều là trăm trong nước thế lực. Mà truyền thừa thư viện thì khác biệt. Hắn chính là thế giới trong thế giới uy tín lâu năm thế lực. Cũng là Bắc Thiên giới vực đỉnh lưu. Dù cho thả trong mắt giới tứ đại giới vực, truyền thừa thư viện đều là xếp hàng đầu thế lực. Nó địa vị, đại khái cùng giới hải tắc hạ học cung không sai biệt lắm. Chỉ bất quá những năm này, truyền thừa thư viện bởi vì một phương thế lực khác ảnh hưởng. Nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng đến. Đương nhiên, cái này là một cái khác chuyện xưa. Nhưng bất luận như thế nào, truyền thừa thư viện, tại Ngọc Hiên Thái tử đám người trong mắt, cái kia chính là Bắc Thiên giới vực quái vật khổng lồ. Như có thể gia nhập trong đó, kèm thêm lấy bọn hắn sau lưng Hoàng Triều, đều sẽ nhất phi trùng thiên. Lại nhận không ít tài nguyên tài trợ cùng ban thưởng.
gia nhập truyền thừa thư viện là trăm quốc tinh vực hết thảy thiên kiêu mộng tưởng. Mà phương pháp chỉ có một cái. Cái kia chính là trăm quốc đại chiến. Cái gọi là trăm quốc đại chiến cũng không là chỉ trên trăm cái hoàng triều quốc gia lẫn nhau chinh phạt loạn chiến. Mặc dù trăm quốc tinh vực cũng xác thực rất loạn, động một chút lại phát động chiến tranh, lẫn nhau chiếm đoạt. Nhưng cái gọi là trăm quốc đại chiến là chỉ trên trăm hoàng triều quốc gia thiên kiêu, tề tụ một đường, tiến hành giao đấu chiến đấu. Bài danh hàng đầu, biểu hiện xuất sắc thì có tư cách gia nhập truyền thừa thư viện. Mà thật vừa đúng lúc, lần tiếp theo trăm quốc đại chiến, ngay tại không lâu sau đó. Nguyên lai là dạng này. Quân Tiêu Dao cũng đại khái hiểu tình huống. Đồng thời hắn cũng hiểu rõ. Vì cái gì hắn xem Ngọc Hiên Thái tử đám người tu vi, cũng không tính là đặc biệt cao. Theo lý thuyết, thế giới trong thế giới, thân là giới hải tu luyện thánh địa. Trong đó thiên kiêu, thực lực hẳn là sẽ không so giới hải đỉnh lưu thiên kiêu yếu mới đúng. Nguyên lai, hắn căn bản liền không tại thế giới trong thế giới khu vực trung tâm. Thậm chí, dù cho tại Bắc Thiên giới vực, trăm quốc tinh vực đều tính vắng vẻ, không phải giải đất trung tâm. Tại đây bên trong, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì quá mức yêu nghiệt thiên kiêu. Mà lại nói lời nói thật, đối Ngọc Hiên Thái tử đám người, vô cùng coi trọng trăm quốc đại chiến. Ở trong mắt Quân Tiêu Dao, không nói cùng con nít danh một dạng, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Mà gia nhập truyền thừa thư viện, hắn cũng hứng thú giải rác. Thế nhưng, có một cái lý do, nhường Quân Tiêu Dao không có trực tiếp cự tuyệt. Cái kia chính là, bình thường loại tình huống này, không phải là khí vận chi tử biểu hiện sân khấu sao. Mà lại đừng quên, trước đó Ngọc Hiên Thái tử cũng nâng lên cái gì Đại Chu Hoàng Triều. Cái này hết sức nhường người nghiền ngẫm. Chương 2089, Tân Tấn không phải món ăn, Đại Chu Hoàng Triều Thái tử, Chu Mộc, Quân Tiêu Dao, đối cái gọi là trăm quốc đại chiến, truyền thừa thư viện, đều không thế nào cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn đối không phải món ăn, cảm thấy rất hứng thú. Mà lại thế giới trong thế giới khí vận chi tử, hoặc là nói thế giới chi tử. Hẳn là so hắn mặc khác vũ trụ thế giới chi tử, muốn càng thêm đặc thù mới đúng. Trước đó Ngọc Hiên Thái tử cũng nâng lên cái gì Thánh Long Huyết, Đại Chu Hoàng Triều. Cái này rất có cái kia mùi. Thấy Quân Tiêu Dao trầm ngâm. Ngọc Hiên Thái tử nói, thế nào, quân công tử cảm thấy thế nào? Nếu là nguyện ý, có thể lúc trước hướng ta Ngọc Hư Hoàng Triều tạm thời đặt chân. Về sau liền có thể cùng một chỗ tham gia trăm quốc đại chiến. Ngọc Hiên Thái tử cử động lần này tự nhiên cũng là có một ít tư tâm. Nếu là hắn cùng Ngọc Nhàn, có thể cùng Quân Tiêu Dao bực này, tuổi trẻ cường giả cùng một chỗ tham gia trăm quốc đại chiến. Vậy cũng tính một người đắc đạo, gà chó lên trời. Bọn hắn cũng có thể được nhờ. Ít nhất sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái. Mà một bên Ngọc Nhàn công chúa, liền rất đơn thuần, trong lòng có chút khẩn trương, nắm bắt đôi bàn tay trắng như phấn. Nàng chỉ là đơn thuần không muốn cứ như vậy cùng Quân Tiêu Dao tách rời. Bởi như vậy, sợ là lúc sau vĩnh viễn không có khả năng gặp lại. Thôi được, ta hiện tại tạm thời cũng không có gì chỗ, cũng là muốn quấy rầy một phen. Quân Tiêu Dao cười nhạt một cái nói. Ha ha, quân công tử khách khí. Ngọc Hiên Thái tử cũng là cười một tiếng. Ngọc Nhàn công chúa đôi mắt sáng đồng dạng lộ ra ý mừng rỡ. Sau đó, Ngọc Hiên Thái tử tế ra một chiếc phi thuyền, ba người ngồi lên phi thuyền. Hướng phía Ngọc Hư Hoàng Triều chỗ vượt qua mà đi trên đường, Quân Tiêu Dao tùy ý hỏi. Đúng rồi, các ngươi biết Tam Hoàng thế lực à, bọn hắn trụ sở ở nơi nào? Quân Tiêu Dao nghĩ sơ bộ tìm hiểu một thoáng Tam Hoàng thế lực tin tức. Nghe được Tam Hoàng thế lực, Ngọc Hiên Thái tử trong mắt cũng là bản năng toát ra một vệt vẻ kính sợ. Loại kia kính sợ, thậm chí nâng lên truyền thừa thư viện lúc càng thêm nồng hậu dày đặc. Dĩ nhiên biết được, Tam Hoàng thế lực chính là thế giới trong thế giới chúa tể. Bất quá bọn hắn cũng không tại Bắc Thiên giới vực. Thiên Hoàng Các tại Đông Thiên giới vực, Địa Hoàng Cung tại Tây Thiên giới vực, Nhân Hoàng Điện ở Thiên giới vực. Quân công tử hỏi cái này làm cái gì? Ngọc Hiên Thái tử nói, bất quá tò mò thôi. Quân Tiêu Dao tùy ý nói, mà lúc này, Ngọc Hiên Thái tử trịnh trọng nói. Quân công tử, có một số việc trước tiên có thể nói cho ngươi, ngươi ngày sau như là đụng phải Tam Hoàng thế lực người, có thể tuyệt đối đừng trêu chọc. Tam Hoàng thế lực tại thế giới trong thế giới, trên cơ bản là hoành hành bá đạo, không người có thể ngăn. Dù cho mạnh như truyền thừa thư viện trở bất hủ thế lực, tại Tam Hoàng thế lực trước mặt, mặc dù không đến mức thần phục, nhưng cũng phải nhượng bộ một ít. Nghe đến đó, Quân Tiêu Dao cười cười không nói lời nào. Hắn có vẻ như đã chọc không ít Tam Hoàng thế lực chiến tướng, mà lại cơ hồ đều bởi vì hắn mà chết. Đúng rồi, ta đoạn thời gian trước càng là nghe nói qua một sự kiện. Tam Hoàng thế lực một trong Nhân Hoàng Điện, liền lúc trước còn theo giới hải tiếp dẫn một vị truyền nhân. Vị kia truyền nhân nhưng rất khó lường à, thiên tư yêu nghiệt. Còn rút ra Nhân Hoàng kiếm, chính là chính thống Nhân Hoàng truyền nhân. Cái kia đám nhân vật, có thể không phải chúng ta có thể chạm tới tồn tại. Ngọc Hiên Thái tử cảm thán nói.
Quân Tiêu Dao nghe, có chút im lặng. Tam Hoàng thế lực công việc quảng cáo làm cũng thực không tồi. Cái kia Nhân Hoàng kiếm là Sở Tiêu rút ra sao? Bất quá đoán chừng tin tức này, chỉ có thể lừa gạt người không biết chuyện. Những bất hủ đó thế lực, như truyền thừa thư viện các loại, bao quát Tam Hoàng thế lực bản thân, đều biết sự thật đến cùng là thế nào. Nhân Hoàng điện chỉ là vì vãn hồi một tia mặt mũi, mới như vậy tuyên truyền thôi. Không phải bọn hắn còn có thể nói thế nào? Y cùng Quân Tiêu Dao đều khinh thường gia nhập Nhân Hoàng điện. Cho nên chỉ có thể tìm một cái thứ đẳng mặt hàng, theo thứ tự hàng nhái. Có thể nói, nếu như khi đó, Quân Tiêu Dao nguyện ý gia nhập Nhân Hoàng điện. Vậy bây giờ, Ngọc Hiên Thái tử liền nên chiêm ngưỡng hắn. Nhân Hoàng truyền nhân lại như thế nào, ta lại không thấy qua. Ta cảm thấy, Quân công tử cũng rất mạnh a, hẳn là không thể so cái kia Nhân Hoàng truyền nhân yếu. Ngọc Nhàn công chúa co chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, tay ngọc nâng cái má, nhìn xem Quân Tiêu Dao, xinh đẹp mặt ửng đỏ nói. Quân Tiêu Dao tùy ý cười một tiếng. Ngọc Hiên Thái tử thì là cười lắc đầu. Hắn biết Quân Tiêu Dao thực lực thâm bất khả chắc, bằng không thì cũng sẽ không muốn lấy lôi kéo hắn. Nhưng đến mức nói, cùng truyền thuyết kia bên trong Nhân Hoàng truyền nhân so sánh, cái kia hẳn là không thể so được. Bất quá tại biết Tam Hoàng thế lực chỗ sau, Quân Tiêu Dao trong lòng cũng tại quy hoạch. Ít nhất tại đây Bắc Thiên giới vực, hắn hẳn là không cần phải lo lắng, Tam Hoàng thế lực người sẽ để mắt tới hắn. Vân Khê cô nàng kia tại Tây Thiên giới vực à, xem ra vẫn phải qua một đoạn thời gian lại đi. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm. Trước mắt, hắn hẳn là chú ý, liền là cái kia Viên Tân Tấn không phải món ăn. Cũng là nên đánh dò xét một thoáng ẩn ý. Nghĩ tới đây, Quân Đạo Sa thì là tùy ý nói chuyện phiếm giống như nói. Đúng rồi, các ngươi nói, phụ thân các ngươi thương, chính là vết thương đại đạo. Có thể lưu lại vết thương đại đạo, cũng đều là thực lực bất phàm cường giả mới đúng. Nghe đến đó, Ngọc Hiên Thái tử cùng Ngọc Nhàn công chúa, vẻ mặt đều không phải là quá đẹp đẽ. Quân Tiêu Dao nói, dĩ nhiên, nếu như không thích hợp nói lời, cái kia dễ tính. Ngọc Hiên Thái tử liền nói, chỗ nào, không có cái gì không thể nói, này cũng không phải bí mật gì. Sau đó, Ngọc Hiên Thái tử cũng là đại khái giảng một thoáng đầu đuôi sự tình. Nguyên lai, bọn hắn chỗ Ngọc Hư Hoàng Triều, cùng cái kia Đại Chu Hoàng Triều, chính là mấy đời nối tiếp nhau địch nhân vốn có. Trong lịch sử, bởi vì đủ loại ân oán tranh chấp, không biết nhắc lên qua bao nhiêu chiến tranh. Tại gần ngàn năm bên trong, Ngọc Hư Hoàng Triều quốc lực phát triển không ngừng. Mà Đại Chu Hoàng Triều, ngày càng suy vi. Cho nên Đại Chu Hoàng Triều, lâm vào tuyệt đối thế yếu. Nhưng vào lúc này, Đại Chu Hoàng Triều lại là sinh ra một vị Kỳ Lân Tử. Vị này Kỳ Lân Tử, chính là Đại Chu Hoàng Triều Thái Tử, tên là Chu Mạt. Nghe đồn hắn giáng sinh ngày, có người thấy, trong hư không, phảng phất có một đầu long tại xoay quanh. Có rất nhiều người nói, đó là cái gọi là thánh long hình ảnh. Đại biểu tương lai, đã định trước lại ở thế giới trong thế giới quật khởi. Đương nhiên, bởi vì trăm quốc tinh vực chính là vắng vẻ chỗ, không ai sẽ cho rằng, loại địa phương này, sẽ sinh ra loại kia kinh thiên động địa yêu nghiệt. Nhưng bất luận như thế nào, vị kia Chu Mạt, đều là tuyệt đối thiên kiêu không thể nghi ngờ. Sau đó đến, cũng đúng là như thế. Vị kia Chu, trong cơ thể vậy mà thiên sinh vạn có thánh long huyết, tu luyện thiên tư phi phàm. Mà đối mặt vị này cấp tốc trưởng thành thiên kiêu, Ngọc Hư Hoàng Triều ngồi không yên. Như thật nhường này Chu Mộc quật khởi, vậy hắn Ngọc Hư Hoàng Triều ưu thế đã có thể mất giáo. Đây là thứ yếu. Nói không chừng, hắn Ngọc Hư Hoàng Triều, tương lai liền sẽ hủy tại người này trong tay. Cho nên, dùng mạnh mẽ quốc lực tiến hành bức vua thoái vị. Ngày đó, Hạo Đãng binh mã bao vây Đại Chu. Đại Chu mặc dù cũng còn lại có cường giả binh mã, nhưng này một tiếp tục đánh, kết quả chỉ có thể là Đại Chu hủy diệt, Ngọc Hư bị hao tổn. Cho nên, Ngọc Hư Hoàng Chủ, cũng chính là Ngọc Hiên cùng Ngọc Nhàn Phụ Hoàng, đưa ra một cái điều kiện. Nếu có thể dâng ra cái kia xung quanh thánh long huyết, vậy hắn Ngọc Hư liền có thể nhường Đại Chu kéo dài hơi tàn. Cái này là bức vua thoái vị, muốn tự tay bóp chết xung quanh thiên phú. Mà liền tại tối hậu quan đầu, cái kia Chu là trực tiếp hiện thân. Đồng thời mặt không biểu tình, tự tay để luyện ra thánh long huyết. Từ đó, vị này Đại Chu nổi danh thiên kiêu, như vậy yên lặng. Mà Ngọc Hư Hoàng Chủ thì đem thánh long huyết, trực tiếp quán chú cho Ngọc Hiên cùng Ngọc Nhàn huynh muội hai người. Ban đầu, sự tình đến nơi đây, liền hẳn tạm thời kết thúc. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là Đại Chu quốc lực, vậy mà ngày càng phồn thịnh, có vô số cường giả tuôn ra. Sau đó, Đại Chu vậy mà đối Ngọc Hư chủ động phát khởi chiến tranh. Thậm chí, trong chiến tranh, có một vị thực lực khó có thể tưởng tượng cường giả bí ẩn ra tay. Nhất chỉ liền, để ở vào chuẩn đế cảnh Ngọc Hư Hoàng chủ nhận vết thương đại đạo bị thương. Mà lại rất rõ ràng, vị kia cường giả bí ẩn, cũng không là muốn giết Ngọc Hư Hoàng chủ. Càng giống là bị người nhờ vả ra tay. Cho nên, mới có trước mắt loại cục diện này,
Chương 2090, tiện tay chỉ điểm, đột phá, Quân công tử thật là thần nhân vậy. Nghe xong Ngọc Hiên thái tử giảng giải, Quân Tiêu Dao trầm mặc, hắn đang suy tư. Này Chu, rõ ràng liền là khí vận chi tử không thể nghi ngờ. Đến mức là thế nào chủng loại hình? Tam hoàng truyền nhân chi nhất, hoặc là tiên linh tam bảo mặt khác hai bảo người thừa kế một trong. Quân Tiêu Dao cảm thấy, khả năng không lớn. Như vậy còn lại, liền là cái gọi là thế giới chi tử. Thế giới như thế này con trai, Quân Tiêu Dao gặp được không ít. Sớm nhất liền là nam đầu thế giới cái kia Tô Vũ. Sau đó liền là thanh dương thế giới Sở Tiêu. Còn có huyền hoàng vũ trụ, mục thiên thánh tộc cái vị kia Mục Huyền. Mà thế giới trong thế giới, địa vị đặc thù, không chỉ 10 phần màu mỡ, mà lại khí vận long dày. Thậm chí khả năng không chỉ có một người có thể được đến này loại khí vận. Cái kia Chu, bất quá là một cái trong số đó thôi. Như là đã tạm thời xác định được. Cái kia Quân Tiêu Dao tự nhiên cũng không có khả năng buông tha. Đúng rồi, hai người các ngươi luyện hóa cái kia xung quanh thánh long huyết, có thể hay không phơi bày một ít? Quân Tiêu Dao dò hỏi. Dĩ nhiên có khả năng. Ngọc Hiên thái tử còn không nói gì. Ngọc Nhàn công chúa trực tiếp liền một ngụm ứng. Sau đó nâng lên oánh trắng như ngọc tay nhỏ. Trên mu bàn tay, bất ngờ có một đạo long hình ấn ký. Sau đó, một cỗ kinh khủng khí huyết chi lực bay lên, phảng phất tại trong hư không ngưng tụ làm huyết sắc trường long. Quân Tiêu Dao đánh giá, ánh mắt ám liễm. Này thánh long huyết, hoàn toàn chính xác không kém. Nhưng nói nghịch thiên, vậy tuyệt đối không đến mức. Quả nhiên, chẳng qua là một cái ngụy trang sao. Quân Tiêu Dao cười cười. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, nhất thường xuất hiện xáo lộ chính là khí vận chi tử bản thân nghi ngờ có một loại hết sức dọa người thiên phú. Sau đó bị đoạt đi. Nhưng này thiên phú, cũng là như thế, bất quá là cái ngụy trang mà thôi. Khí vận chi tử chân chính thiên phú và bàn tay vàng, hẳn là bản thân thiên phú bị tước đoạt về sau, mới xuất hiện. Lời như vậy, Quân Tiêu Dao cũng có chút mong đợi. Cái kia Chu, đến tột cùng đạt được cái gì bàn tay vàng? Quân Tiêu Dao tiếp tục nói, các ngươi mặc dù luyện hóa này thánh long huyết, nhưng cũng không có lĩnh ngộ huyền diệu trong đó a. Ngọc Nhàn công chúa gật gật đầu. Ngọc Hiên thái tử cũng là cười khổ một tiếng nói, không sai, này thánh long huyết tốt thì tốt, nhưng luôn cảm giác tại gạt bỏ chúng ta. Bọn hắn cũng dùng qua không ít thủ đoạn, nhưng hiệu quả cũng không tốt, không cách nào làm cho bọn hắn triệt để phát huy thánh long huyết huyền diệu. Kỳ thật này rất bình thường, bản liền không phải là của các ngươi đồ vật, cưỡng ép luyện hóa, lại sao có thể thích ứng. Quân Tiêu Dao dứt lời, trực tiếp là đưa tay, lại lần nữa cầm Ngọc Nhàn công chúa tay. Quân công tử. Ngọc Nhàn công chúa khuôn mặt lần nữa đỏ thành quả táo, trong lòng hươu con sông loạn, nhưng nàng nhưng không có rút tay về. Sau một khắc, Quân Tiêu Dao lực lượng pháp tắc lan tràn mà đi, tùy ý thi triển một chút thủ đoạn, liền đem cái kia thánh long huyết bên trong huyền ảo triệt để tinh luyện phát huy ra tới. Sau đó nhường Ngọc Nhàn công chúa điều tức tu luyện. Oanh, bất quá một lát mà thôi, Ngọc Nhàn công chúa khí tức bắt đầu tăng vọt, sau đó bắt đầu đột phá cảnh giới. Cuối cùng vậy mà trực tiếp đạt đến tiểu thiên tôn chi cảnh. Đừng nhìn chẳng qua là tiểu thiên tôn, này đối với hắn mà nói đã là cực lớn đột phá. Cái này, Ngọc Nhàn công chúa đều là tình. Nàng này đã đột phá. Cảm giác giống như là bị một cái to lớn đĩa bánh đập trúng. Các ngươi trước đó, chưa bao giờ khai quật ra thánh long huyết chân chính huyền diệu. Quân Tiêu Dao cười nhạt một tiếng, cong ngón búng ra. Lực lượng pháp tắc trực tiếp trốn vào Ngọc Hiên thái tử trong cơ thể. Cũng không lâu lắm, Ngọc Hiên thái tử trong cơ thể, cũng là bạo phát ra một cỗ mênh mông khí tức. Cảnh giới của hắn, cao hơn Ngọc Nhàn, trực tiếp là một bước đạt đến đại thiên tôn cảnh giới. Mặc dù ở trong mắt Quân Tiêu Dao chẳng đáng là gì, nhưng ở này trăm quốc tinh vực đã tính rất tốt. Đương nhiên, kinh thán nhất vẫn là Ngọc Hiên cùng Ngọc Nhàn hai huynh muội. Bọn hắn đây là nhìn thấy thần tiên sao? Tùy tiện một tay, liền để bọn hắn thánh long huyết triệt để phát huy ra lực lượng, trợ bọn hắn đột phá. Có thể nói, Quân Tiêu Dao nếu như chỉ là chính mình rất mạnh, Ngọc Hiên sẽ chỉ có chút bội phục, mong muốn giao hảo. Nhưng Quân Tiêu Dao lại trợ giúp để điểm bọn hắn đột phá. Này có thể nói là đại ân. Ngọc Hiên thái tử đã không phải là bội phục, thậm chí mang có một chút tôn kính. Quân công tử thật là thần nhân vậy. Ngọc Hiên thái tử thán phục nói. Đến mức Ngọc Nhàn công chúa, kia liền càng không cần phải nói. Hai cái đôi mắt sáng sớm liền biến thành mê muội ngôi sao mắt. Thuận tay mà thôi, không cần để ý. Quân Tiêu Dao nói. Tiện tay làm ơn huệ nhỏ, tiếp xuống làm việc càng thêm thuận tiện. Quân Tiêu Dao nhìn rõ lòng người, chút tiểu thủ đoạn này chẳng qua là nhiều nước mà thôi. Kế tiếp trong hành trình, Ngọc Hiên thái tử rõ ràng đối Quân Tiêu Dao nhiều hơn mấy phần kính trọng. Cuối cùng, trải qua một chút truyền tống trận, cùng một quãng thời gian vượt qua sau, Quân Tiêu Dao cuối cùng đi tới Ngọc Hư Hoàng Triều chỗ trên mặt đất.
Tại đây Trăm Quốc tinh vực bên trong, Ngọc Hư Hoàng Triều quốc lực cũng tính là không tệ. Xa xa nhìn ra, một tòa nguy nga hoàng thành đứng vững, muôn hình vạn trạng, to lớn không thôi. Bất quá đối với quân Tiêu Dao này loại thường thấy đủ loại đại tràng diện người mà nói, rõ ràng không có khả năng kích thích một tia gợn sóng. Rất nhanh, bọn hắn liền tiến vào hoàng cung. Tham kiến Thái tử Điện Hạ, công chúa Điện Hạ. Có thủ vệ hoàng thành tướng quân thị vệ, đối Ngọc Hiên Thái tử đám người chắp tay. Quân công tử, thỉnh. Ngọc Hiên Thái tử khoát tay ra hiệu, cười cười nói. Người này là ai, vậy mà có thể làm cho Thái tử Điện Hạ như thế tôn kính. Những tướng quân kia thị vệ thấy thế, cũng là đáy lòng âm thầm giật mình. Bất quá bọn hắn tự nhiên cũng không dám hỏi nhiều cái gì. Kế tiếp, Ngọc Hiên Thái tử thì nắm, trong hoàng cung bên trong tốt nhất nơi tu luyện cho quân Tiêu Dao tạm thời nghỉ ngơi. Sau đó, Ngọc Hiên cùng Ngọc Nhàn huynh muội hai, liền vô cùng lo lắng chạy tới một chỗ đại điện. Một chỗ trong điện, một vị hoàng bào nam tử trung niên, xếp bằng ở một chỗ trong trận pháp, linh khí. Chẳng qua là sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, một bộ thân có trầm trọng tật dáng vẻ. Phụ hoàng, chúng ta tìm được có khả năng trị liệu ngươi thương thế Tuế Nguyệt Hoa. Ngọc Hiên cùng Ngọc Nhàn tới đây, ngữ khí mang theo vui sướng. Cái gì? Vị này hoàng bào nam tử trung niên, dĩ nhiên chính là Ngọc Hư Hoàng Chủ. Một vị chuẩn đế cảnh cường giả. Hắn lộ ra dị. Hắn câu đối này nữ, vậy mà đi thiên tuyệt cổ khoáng tìm kiếm Tuế Nguyệt bỏ ra. Mà lại trọng yếu nhất chính là, bọn hắn làm sao có thể tìm được. Thiên tuyệt cổ khoáng, cái kia cũng không phải cái gì có khả năng tùy ý tới lui địa phương. Đến mức Tuế Nguyệt Hoa, cũng chỉ là có truyền ngôn mà thôi, cũng không thể xác định. Thật, phụ hoàng. Ngọc Hiên tiến lên, đem một đóa Tuế Nguyệt cánh hoa đưa cho Ngọc Hư Hoàng Chủ. Cái này, thật sự là Tuế Nguyệt Hoa. Cảm thụ được đóa này Tuế Nguyệt cánh hoa mông lung ra khí tức, Ngọc Hư Hoàng Chủ cũng là lộ ra kinh chi ý. Có thể các ngươi, đối với mình con cái năng lực, Ngọc Hư Hoàng Chủ tự nhiên là lại quá là rõ ràng. Không đúng, cảnh giới của các ngươi. Ngọc Hư Hoàng Chủ nhìn về phía Ngọc Hiên cùng Ngọc Nhàn hai người, lại lần nữa dị. Lúc nào, Ngọc Hiên đột phá đến Đại Thiên Tôn cảnh. Liền Ngọc Nhàn cái này tu luyện không thế nào để ý nữ nhi, vậy mà cũng đột phá đến Tiểu Thiên Tôn. Ngọc Hư Hoàng Chủ thật sự là đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Phụ Hoàng, chúng ta gặp được quý nhân. Ngọc Hiên cảm khái nói. Chương 2091, Đại La Kiếm Thai Thuế Biến, thời không thuộc tính, Ngọc Hư Hoàng Chủ dị. Sau đó, bọn hắn cũng là đơn giản nắm một ít chuyện, nói cho Ngọc Hư Hoàng Chủ. Theo giới hải hắn mặc khác vũ trụ thế giới mà đến tuổi trẻ hậu bối, lại giống như năng lực này. Ngọc Hư Hoàng Chủ nghe nói về sau, cũng là có chút giật mình. Nói thật, nếu như không phải từ hắn con cái trong miệng nói ra, hắn là thật sẽ không tin. Tại thế giới trong thế giới bực này màu mỡ chỗ, có lẽ có dạng này yêu nghiệt. Nhưng cũng tập trung ở tam hoàng thế lực chờ đỉnh tiêm tồn tại bên trong. Giới hải hắn mặc khác vũ trụ, có thể có dạng này yêu nghiệt, hoàn toàn chính xác rất làm cho người khác ngoài ý muốn. Nhưng bất luận như thế nào, trước mắt vẫn là thương thế quan trọng. Các ngươi làm không tệ, bực này nhân vật, không nói có thể triệt để lôi kéo, nhưng cũng không thể tùy tiện đắc tội. Vi phụ trước muốn điều dưỡng thương thế, về sau lại tự mình gặp một lần vị kia tiểu hữu. Ngọc Hư Hoàng Chủ dứt lời, cũng là bắt đầu dùng Tuế Nguyệt cánh hoa bắt đầu chữa thương. Ngọc Hiên đám người lui ra, mà thời gian kế tiếp bên trong, Ngọc Hiên cùng Ngọc Nhàn cũng là không có đi quấy rầy quân Tiêu Dao. Mà một bên khác, tại một chỗ linh khí dư giả phúc địa bên trong, quân Tiêu Dao ngồi xếp bằng trong đó. Hắn cũng không phải nhàn không có chuyện làm, mà là lấy ra trước đó, tại thiên tuyệt cổ khoáng lấy được hư không tiên kim cùng thời gian tiên kim. Hư không tiên kim ước chừng có dưa hấu lớn nhỏ, mà thời gian tiên kim chỉ có một đoạn cỡ ngón tay. Quân Tiêu Dao suy nghĩ một chút, trực tiếp là xuất ra Đại La Kiếm Thai. Muốn đem này tiên kim cho Đại La Kiếm Thai luyện luyện hóa. Dù sao Đại La Kiếm Thai cũng là một cái ăn hàng, thích nhất luyện hóa đủ loại thần liệu tinh hoa. Đương nhiên, không phải quân Tiêu Dao bất công, chỉ cho Đại La Kiếm Thai luyện hóa, không cho vạn vật mẫu khí đỉnh luyện hóa, mà là vạn vật mẫu khí đỉnh, là một kiện trọng khí. Đừng nói chỉ có cỡ ngón tay thời gian tiên kim. Cho dù là dưa hấu lớn nhỏ hư không tiên kim, cho vạn vật mẫu khí đỉnh luyện hóa, hiệu quả đều không sẽ đặc biệt rõ ràng. Mà lại trước đó, vạn vật mẫu khí đỉnh đã luyện hóa như là thạch hoàng bực này mạnh mẽ thánh linh. Cho nên quân Tiêu Dao cũng không tính bất công. Tựa hồ là phát giác được lại có tiên kim thần tài có khả năng luyện hóa. Đại La Kiếm Thai đúng là chuột chuột ra vầng sáng, phảng phất đang mong đợi. Thật đúng là một cái ăn hàng, bất quá tựa hồ càng ngày càng có linh tính. Quân Tiêu Dao nói, Đại La Kiếm Thai bên trong đã có một điểm linh tính chi quang. Mặc dù cách ngưng tụ thành cái gọi là khí linh còn có khoảng cách, nhưng chính là điểm này linh tính chi quang cũng có thể làm cho Đại La Kiếm Thai uy lực tăng gấp bội.
Mặc dù dùng hiện tại Quân Tiêu Dao thực lực, cũng không cách nào hoàn toàn phát huy cái này đế binh uy lực. Quân Tiêu Dao bắt đầu nắm hư không tiên kim cùng thời gian tiên kim, cho Đại La Kiếm Thai hấp thu. Đại La Kiếm Thai mặt ngoài, tựa hồ có phi tiên hoa văn thắp sáng, lúc ẩn lúc hiện, như là hô hấp. Trong thời gian ngắn ngủi, cái kia dưa hấu lớn nhỏ hư không tiên kim, tinh hoa đúng là toàn bộ bị Đại La Kiếm Thai hấp thu. Nguyên lai bản thể, thì biến thành một chỗ cho tàn. Về sau thời gian tiên kim, cũng là như thế. Mà đang hấp thu hư không tiên kim cùng thời gian núi kim tinh hoa sau. Đại La Kiếm Thai mặt ngoài, cái kia mơ hồ phi tiên hoa văn, tựa hồ càng rõ ràng hơn một chút. Mà lại lưỡi kiếm lưu chuyển lên bức hồn phách người hàn mang. Quân Tiêu Dao cầm lấy, tùy ý vung lên. Trong nháy mắt, một đạo kiếm mang lóe lên, thậm chí, trực tiếp lướt qua hư không. Cùng lúc đó, nhanh đến phảng phất ngưng trệ thời gian. Quân Tiêu Dao đôi lông mày trao lên. Chẳng lẽ là bởi vì luyện hóa hư không tiên kim cùng thời gian tiên kim? Cho nên Đại La Kiếm Thai, cũng là mang tới nhất điểm không gian cùng thời gian thuộc tính. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là mang tới một điểm thuộc tính mà thôi. Còn không có chân chính đến loại kia, có thể cắt đứt thời không, ảnh hưởng thời gian trình độ. Dù sao này thời gian tiên kim, phân lượng quá nhỏ, tinh hoa rõ ràng cũng sẽ không nhiều. Bất quá dù vậy, Quân Tiêu Dao cũng có thể cảm giác được. Đại La Kiếm Thai lại tại thuế biến con đường bên trên càng bước tiến lên một bước, mà lại uy lực mạnh hơn. Không có qua thời gian quá dài. Ngọc Hiên Thái Tử cùng Ngọc Nhàn Công Chúa tới bái phỏng Quân Tiêu Dao tới. Đương nhiên, còn có người thứ ba. Ngọc Hư Hoàng Chủ. Ha ha, vị tiểu hữu này chính là chấm ân nhân cứu mạng sao? Ngọc Hư Hoàng Chủ nhìn về phía Quân Tiêu Dao, cười cười nói. Quân Tiêu Dao thì đứng dậy, đối Ngọc Hư Hoàng Chủ nhàn nhạt gật đầu, xem như ra hiệu. Không có cúi đầu. Càng không có loại kia, nhìn thấy một nước chi chủ câu nệ cùng khiêm tốn. Ngược lại lộ ra cực kỳ tự nhiên. Cái này khiến Ngọc Hư Quốc Chủ, trong mắt lóe lên một vệt quang mang kỳ lạ. Cũng không phải cảm thấy Quân Tiêu Dao không lễ phép cái gì. Mà là Quân Tiêu Dao cho hắn cảm giác. Là thấy người thể diện quá lớn, giống một vị quý công tử. Cho dù là theo giới hải hắn mặc khác vũ trụ tới, hẳn là cũng không phải loại kia không có bối cảnh thiên kiêu mới đúng. Không thể không nói, một nước chi chủ ánh mắt vẫn là hết sức độc ác. Nhưng càng làm cho hắn kinh dị, không phải cái này, mà là Quân Tiêu Dao, vậy mà có thể cho hắn một tia như có như không cảm giác nguy hiểm. Phải biết, Ngọc Hư Hoàng Chủ có thể là một vị chuẩn đế cường giả, mà lại không phải loại kia nhất kiếp hai kiếp chuẩn đế. Trước mặt vị này cùng hắn con cái cùng thế hệ người, vậy mà có thể mang đến cho hắn một tia cảm giác nguy hiểm. Cái này khiến Ngọc Hư Hoàng Chủ đều là coi là, chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Nhưng cảm giác của hắn kỳ thật không sai. Dù sao Quân Tiêu Dao có thể là tự tay chém giết vệ tộc Tam Đầu Vương. Hắn thực lực hôm nay, cũng thực sự có thể cho chuẩn đế cảnh cường giả, mang đến một loại cảm giác nguy hiểm. Nhưng bất luận như thế nào, Ngọc Hư Hoàng Chủ cũng biết, cái này hậu bối không đơn giản. Khiến cho hắn đều là có chút nhìn không thấu. Hoàng chủ khách khí, quân mỗ cũng bất quá là một chút đủ khả năng sự tình thôi. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói. Ha ha, tiểu hữu quá mức khiêm tốn, chắc hẳn tiểu hữu đối truyền thừa thư viện cũng có suy nghĩ pháp đi. Mặc dù Ngọc Hư Hoàng Chủ rất muốn lôi kéo Quân Tiêu Dao, nhường hắn lưu tại Ngọc Hư Hoàng Triều. Nhưng hắn cũng biết, quân đạo xa lai lịch sợ là bất phàm, thiên phú thực lực càng là thâm bất khả chắc. Bực này nhân vật, đừng nói lưu tại Ngọc Hư Hoàng Triều. Chính là toàn bộ trăm quốc tinh vực đều dung không được hắn. Cái gọi là miếu nhỏ dung không được đại Phật, chính là cái đạo lý này. Đoán chừng chỉ có truyền thừa thư viện cái kia nhóm thế lực, mới có thể chứa hạ bực này tồn tại. Nhưng mặc dù không để lại Quân Tiêu Dao, cũng có thể cùng hắn tạo mối quan hệ. Nói không chừng tương lai, liền có thể dính vào một điểm quang. Ngọc Hiên Thái Tử là một cái người tinh mắt. Thân là phụ thân của hắn, lại làm sao lại không có mắt biết đâu. Nhàn Nhi, trong khoảng thời gian này, ngươi có thể phải thật tốt chiếu cố vị tiểu hữu này, biết không? Ngọc Hư Hoàng Chủ đối Ngọc Nhàn Công Chúa nói. Ngọc Nhàn Công Chúa khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, như chim nhỏ nhẹ gật đầu. Ngọc Hư Hoàng Chủ, cái này là đang cấp Ngọc Nhàn Công Chúa sáng tạo cơ hội. Nếu là Ngọc Nhàn Công Chúa có thể cùng Quân Tiêu Dao phát sinh một điểm gì đó, cái kia quan hệ đã có thể kiên cố. Ngọc Hư Hoàng Chủ cảm thấy, tại tương lai thế giới trong thế giới, vị này công tử áo trắng, tuyệt đối có kỳ danh. Cho nên sớm giao hảo, sẽ không có sai. Ngọc Hư Hoàng Chủ nghi ngờ tâm tư gì. Quân Tiêu Dao tự nhiên tâm như gương sáng. Luận nhìn rõ lòng người năng lực, Quân Tiêu Dao nói thứ hai, không có mấy người dám nói đệ nhất. Nhưng Quân Tiêu Dao cũng không có cái gì phản cảm loại hình. Giữa người và người, trừ một chút chí thân bên ngoài, vốn chính là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Người đối với người khác không có giá trị, đừng người vì sao phải đối người tốt như vậy, ăn nhiều chết no.
Chương 2092, Chu Mộc tham gia Trăm Quốc đại chiến, quân Tiêu Dao là cuối cùng boss. Kế tiếp một quãng thời gian, xem như bình tĩnh. Quân Tiêu Dao tạm thời tại Ngọc Hư Hoàng Triều đặt chân. Mục đích của hắn, không phải Trăm Quốc đại chiến, cũng không phải truyền thừa thư viện, mà là cái kia Chu Mạt. Hắn cảm thấy, cái kia Chu, hẳn là sẽ làm một ít chuyện. Không kiếm chuyện, vậy liền không gọi khí vận chi tử. Mà trong đoạn thời gian này, Ngọc Nhàn công chúa cũng là không thời cơ đến tìm quân Tiêu Dao. Nói là thảo luận đạo pháp, tu luyện tâm đắc. Nhưng càng nhiều thời điểm, lại chẳng qua là nâng chân, nhìn chằm chằm quân Tiêu Dao xuất thần. Đối này Ngọc Nhàn công chúa, quân đạo xa tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Nhưng hắn cũng không cách nào ngăn cản muội tử ưa thích chính mình a. Hắn có biện pháp nào, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Cũng không lâu lắm, Ngọc Hiên Thái Tử đạt được một tin tức. Tin tức này, nhưng Ngọc Hiên Thái Tử sắc mặt chìm xuống, mang theo một cỗ lãnh ý. Sau đó, hắn cùng Ngọc Nhàn công chúa cùng đi đến quân Tiêu Dao bên này. Thấy Ngọc Hiên Thái Tử vẻ mặt dường như không tốt lắm, quân Tiêu Dao mắt sắc ám liễm, thản nhiên nói, xảy ra chuyện gì rồi? Là liên quan tới Đại Chu Hoàng Triều. Ngọc Hiên Thái Tử nói xong, biểu lộ mang theo lãnh ý nói. Cái kia Đại Chu Hoàng Triều Chu Mạt, vậy mà cũng muốn tham gia Trăm Quốc đại chiến. Hắn một cái mất đi Thánh Long huyết phế nhân, có năng lực gì đi tham gia Trăm Quốc đại chiến? Đối với này Chu, Ngọc Hiên Thái Tử có thể là chỉ có lãnh ý, hai nước cừu hận, đã không cần nhiều lời. Tăng thêm Ngọc Hư Hoàng Chủ trước đó còn bị kích thương, kém chút ngã xuống. Hắn cùng Chu, sớm đã là thế như nước với lửa. Xem ra cái kia Chu, là có một ít lực lượng. Quân Tiêu Dao tùy ý nói. Kỳ thật hắn sớm đã có đoán trước, cái kia Chu Mộc khẳng định phải kiếm chuyện. Quân Tiêu Dao chờ liền là loại cơ hội này. Mà căn cứ xáo lộ, nếu không có chuyện ngoài ý muốn. Trận này Trăm Quốc đại chiến, chính là cái kia Chu Mộc quật khởi một cái vỉnh lên tấm. Quật khởi mạnh mẽ, danh chấn bốn phương, gia nhập truyền thừa thư viện, sau đó nhất phi trùng thiên. Không có Thánh Long huyết, hắn còn có thể có bài tẩy gì. Mà lại may mắn mà có quân công tử thay chúng ta triệt để luyện hóa Thánh Long huyết, để cho chúng ta thực lực đều tăng lên rất nhiều. Ngọc Hiên Thái Tử nói, tại hắn thực lực sau khi tăng lên, hắn tự nhiên càng thêm tự tin. A, cũng không có đơn giản như vậy a. Các ngươi ngẫm lại, Đại Chu vì sao quốc lực đột nhiên cường thịnh, hơn nữa còn chủ động xuất kích. Cuối cùng, càng là có cường giả bí ẩn ra tay, kích thương Ngọc Hư Hoàng Chủ. Quân Tiêu Dao để điểm nói, Ngọc Hiên Thái Tử cổ ngưng tụ, mang theo quỷ dị nói, quân công tử có ý tứ là, tất cả những thứ này, đều cùng Chu Mộc có quan hệ. Có thể cái kia lặn, chẳng qua là một cái mất đi Thánh Long huyết phế nhân a. Đừng nói ta hiện tại cảnh giới tăng lên không ít, thế nhưng không có tăng lên, cũng đủ để đối phó hắn. Ngọc Hiên Thái Tử cảm thấy có chút khó tin. Ai biết được, dù sao 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Quân Tiêu Dao ngữ khí mang theo nhàn nhạt nghiền ngẫm. Cái kia nhường Ngọc Hiên Thái Tử vô cùng kinh ngạc thán phục nhân hoàng truyền nhân Sở Tiêu. Không phải cũng là một cái theo hàng ngàn tiểu thế giới đi ra thổ dân sao? Mặc dù là tại hắn dung túng phía dưới, mới có thể có thành tựu này. Nhưng cũng nói, những thế giới này con trai, tiềm lực đến cỡ nào cao. Bị quân Tiêu Dao kiểu nói này, Ngọc Hiên Thái Tử tại nghĩ lại, sau đó nói. Quân công tử nói đúng lắm, là ta có chút coi thường. Ai biết cái kia Chu Mộc có thể hay không lại có kỳ ngộ gì. Bất quá, nếu như cái kia Chu Mộc thật gia nhập truyền thừa thư viện, cái kia cũng là có chút phiền toái. Có thể ngăn cản, đến tận lực ngăn cản. Ngọc Hiên Thái Tử nhíu mày suy tư nói. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Quân Tiêu Dao nhiều hứng thú nói. Ngọc Hiên Thái Tử suy nghĩ một chút nói. Bất luận cái kia Chu là thật có niềm tin, vẫn là cố làm ra vẻ bí ẩn, cũng không đáng kể. Ta cũng kết giao không ít hoàng triều thiên tài bằng hữu. Chờ Trăm Quốc đại chiến mở ra, ta liền liên hệ những thiên tài kia bằng hữu, cùng một chỗ săn bắn, đối phó cái kia Chu Mạt. Ngọc Hiên Thái Tử cũng là một cái tính tình người quyết đoán. Mà Quân Tiêu Dao nghe đến đó, không nói gì thêm. Ân, đích thật là cái này vị. Tại dưới tình huống bình thường, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, bao quát Ngọc Hiên Thái Tử ở bên trong người. Sợ là đều sẽ trở thành cho cái kia Chu Mộc soạt kinh nghiệm tiểu quái. Mà Ngọc Nhàn công chúa, nói không chừng còn có thể bị sách động, thậm chí bị cái kia Chu Mộc thu nhập hậu cung. Thế nhưng, tất cả những thứ này tiền đề chính là, Quân Tiêu Dao không có nhúng tay tham gia. Hắn như tham gia, cái kia Chu Mộc sợ là liền một đóa bọt nước đều không bay ra khỏi tới. Nếu như nói Ngọc Hiên Thái Tử đám người đối Chu Mộc tới nói, là soạt kinh nghiệm tiểu quái. Cái kia Quân Tiêu Dao đơn giản liền là cuối cùng đại boss. Một cái vừa mới phát dục khí vận chi tử, trực tiếp liền gặp được cuối cùng boss. Vậy sẽ phát sinh cái gì? Quân Tiêu Dao lắc đầu. Hắn không thèm để ý Ngọc Hiên Thái Tử kế hoạch. Hắn có kế hoạch của mình. Trăm Quốc tinh vực, mặc dù phóng nhãn Bắc Thiên giới vực, chẳng qua là rìa một khối khu vực.
nhưng phạm vi cũng đủ rất rộng lớn, có thể so với một phương thế giới. Tại Bách Tinh Vực, trăm quốc san sát, mà tại trăm quốc tinh vực một phương khác địa vực, có một phương hoàng triều ở chỗ này, chính là Đại Chu Hoàng Triều. Đại Chu Hoàng Triều cùng Ngọc Hư Hoàng Triều ân oán đã lâu. Ban đầu trước đó, Đại Chu Hoàng Triều suy thoái. Đại Chu Thái tử Chu Mộc càng bị cướp đi Thánh Long Huyết. Rất nhiều mặt khác Hoàng Triều đều cho rằng, Đại Chu Hoàng Triều bị Ngọc Hư Hoàng Triều hủy diệt, bất quá chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Nhưng ai biết, nguyên bản tới gần tuyệt cảnh Đại Chu Hoàng Triều, vậy mà nghịch chết chuyển sinh. Không chỉ như thế, còn trái lại, chủ động đối Ngọc Hư Hoàng Triều xuất kích, càng đem Ngọc Hư Hoàng Chủ đều kích thương. Mặt khác rất nhiều Hoàng Triều đều đang suy đoán, Đại Chu Hoàng Triều, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đại Chu Hoàng Triều quốc đô chỗ sâu. Tại đây bên trong, núi non liên miên, chập trùng như rồng. Từ xa nhìn lại, phẳng phất hình thành cửu long hội tụ chỗ thế, bàng bạc vô cùng. Nơi này, chính là Đại Chu Hoàng Triều tổ địa. Mà giờ khắc này, tại đây tổ địa chỗ sâu, một chỗ linh khí trong cung điện. Một vị nam tử trẻ tuổi, xếp bằng ở một mặt bồ đoàn bên trên. Hắn hết sức anh tuấn, mày kiếm lăng lệ, nhìn qua, tựa như là một bộ hết sức kiên nghị quả cảm dáng vẻ. Mà này nam tử trẻ tuổi, chính là Đại Chu Hoàng Triều Thái tử, Chu Mạt. Đã từng, Chu là Đại Chu Hoàng Triều, người người kính ngưỡng thiên tài. Bị cho rằng là Đại Chu Hoàng Triều bay lên hy vọng. Nhưng trước đó, Ngọc Hư Hoàng Triều lần kia bức vua thoái vị. Nhường Chu bất đắc dĩ, đem chính mình Thánh Long Huyết dâng ra. Từ đó, vị này Đại Chu Hoàng Triều hy vọng, triệt để rơi xuống. Khi đó, Chu Mộc không biết chịu đựng biết bao nhiêu trào phúng. Mặc dù tất cả mọi người biết, hắn là bị bất đắc dĩ, là vì Đại Chu. Nhưng nói cho cùng, không có thực lực, liền là sẽ bị người xem thường. Thế nhưng hiện tại, nếu có người ở đây, cảm nhận được Chu Mạt khí tức, tất nhiên sẽ run sợ. Chu Mộc thời khắc này khí tức, bất ngờ đã đạt đến vô thượng huyền tôn chi cảnh. Này mặc dù không tính là cái gì vạn cổ vô song yêu nghiệt, nhưng cũng tuyệt đối cùng phế vật không dính dáng. Thậm chí, có thể được xưng là tuyệt đối thiên tài. So với Ngọc Hư Hoàng Triều Ngọc Hiên Thái tử đều mạnh hơn nhiều. Mà lại này, còn xa xa không phải cực hạn của hắn. Chắc hẳn ta thực lực bây giờ, đủ để tại trăm quốc đại chiến bên trên, cho Ngọc Hiên Thái tử, còn có Ngọc Hư Hoàng Triều một kinh hỉ đi. Phong thủy luân chuyển, nhân sinh thật là rất khó liệu a. Chu cũng là có chút cảm thán. Ai có thể nghĩ tới, tại nhân sinh thấp nhất cốc trước mắt. Một sự kiện, lại là cải biến hắn, thay đổi mệnh của hắn vận. Chương 2093, xung quanh gặp gỡ, màu vàng kim tiểu long, thiếu nữ thần bí thoải mái. Khi đó, tại Ngọc Hư Hoàng Triều bức vua thoái vị sau, Chu Mộc dâng ra Thánh Long Huyết, nhường Đại Chu Hoàng Triều có kéo dài hơi tàn thời cơ. Nhưng, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Khi đó, Đại Chu tất cả mọi người cho rằng, bọn hắn sợ rằng sẽ muốn mất nước. Mà cũng chính là vào lúc này, phụ thân của hắn, Đại Chu Hoàng Chủ, muốn cử hành một trận tế tổ nghi thức, hy vọng tiên tổ phù hộ. Nhưng tất cả mọi người biết, đây bất quá là một loại phí công an ủi mà thôi. Trận kia tế tổ nghi thức chỗ trên mặt đất, liền là tại đây mảnh Đại Chu tổ địa Hoàng Lăng bên trong. Mà cũng chính là trận này tế tổ nghi thức, cải biến Chu Mạt, thậm chí toàn bộ Đại Chu Hoàng Triều vận mệnh. Bởi vì, tại đây chàng tế tổ nghi thức bên trong, Chu Mộc ngoài ý muốn tại đây trong Hoàng Lăng, đạt được một vật. Đó là một phương cổ lão ngọc tỷ. Trọng yếu, không phải ngọc tỷ bản thân, mà là tại Chu Mộc đụng vào ngọc tỷ trong chốc lát. Có một vật trực tiếp chui vào hắn nguyên trong biển thần thức. Chu bất ngờ phát hiện, đó là một đầu màu vàng kim tiểu long. Nhưng cái kia kim sắc tiểu long không hề giống là thực chất long. Lượn lờ lấy mây khói, phẳng phất do màu vàng kim sương mù ngưng kết mà thành, sáng lạn vô cùng. Càng phẳng phất giống như là một loại nào đó khí vận ngưng kết. Càng thêm thần kỳ là tại đây màu vàng kim tiểu long tiến vào trong cơ thể hắn bên trong sau. Hắn trong cơ thể, đúng là lại lần nữa có nóng bỏng huyết dịch diễn hóa mà ra. Rõ ràng là lúc trước hắn đã hoàn toàn tách ra Thánh Long Huyết. Mà lại, so với trước Thánh Long Huyết, muốn càng thêm cường đại. Có khả năng xưng là Thánh Long Chân Huyết. Chu Mộc hoàn toàn bị này từ trên trời giáng xuống kinh hỉ nện bối rối. Nhưng mà khiến cho hắn kinh hỉ, còn không chỉ là như thế. Phẳng phất là bởi vì này màu vàng kim tiểu long khí vận gia trì. Chu Mộc lại tại này Hoàng Lăng bên trong, phát hiện một chỗ bí ẩn cửa đá. Phía sau là một đầu tàn khuyết đường hành lang. Đi sâu hắn về sau, Chu Mộc phát hiện lượng lớn tài nguyên. Đan dược, thần binh, công pháp các loại. Này chút, không chỉ có thể để dùng cho hắn tu luyện, còn có khả năng tăng lên toàn bộ Đại Chu Hoàng Triều quốc lực. Mà này chút, liền Đại Chu Hoàng Chủ cũng không biết. Hoặc là mặc dù biết, cũng không cách nào mở ra. Bởi vì cửa đá kia, cần thông qua Ngọc Tỷ tới mở. Chỉ có Chu đụng vào ngọc tỷ mới có thể có đến trong đó màu vàng kim tiểu long.
mà càng làm cho Chu Mộc kinh dị là, tại đây đầu mật đạo phần cuối, có một phương tàn khuyết cổ trận, tựa hồ là truyền tống đến địa phương nào. Nhưng bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, đã phá toái. Nhưng mà, tại Chu Mộc đứng lên trên về sau, tòa cổ trận kia lại là bỗng nhiên bị kích hoạt. Hư không lập tức không ổn định dâng lên. Về sau, hắn đúng là truyền đưa đến một chỗ xa lạ trong núi rừng. Mà liền tại Chu Mộc nghi hoặc lúc, hắn gặp đời này khó quên nhất nhớ phong cảnh. Đó là một thiếu nữ, ngồi tại bên dòng suối nhỏ. Dưới váy duỗi ra một đoạn như ngọc sáng bóng tinh tế tỉ mỉ bắp chân, ngâm ở dòng suối bên trong. Chân nhỏ trắng sáng như tuyết, đang nhẹ nhàng nghịch nước. Chỉ là này, liền đã để cho người ta kinh diễm. Thiếu nữ thân thể tinh tế như liễu, mặc dù không có cái gì khoa trương thành thục đường cong, nhưng cũng lộ ra tươi mát tự nhiên, giàu có sức sống. Mà khi Chu đem tầm mắt chuyển qua cái kia trên mặt thiếu nữ lúc, lại là ngẩn người, hoàn toàn không rời mắt nổi. Thiếu nữ mọc lên một tấm đáng yêu mặt trứng ngỗng. Khuôn mặt như vẽ, da thịt như tuyết, môi anh viên, lưu răng hàm hương. Một đôi thu thủy mắt đẹp chiếu sáng rạng rỡ, tinh khiết lệ xinh đẹp nho nhã, kiều nhan động lòng người. Da thịt trắng muốt nhược tuyết, miên nhu như vải tơ. Chu Mộc thề, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế tươi mát thuần mỹ thiếu nữ. Đơn giản như là thế gian tinh linh, không nhiễm bụi trần, thậm chí cảm giác nhìn một chút đều là đối vị này thiếu nữ khinh nhờn. Mà đáng lưu ý chính là, tại thiếu nữ trắng trẻo giữa mi tâm, còn có một đạo huyền diệu hoa văn. Chẳng những không có phá hư thiếu nữ thuần mỹ, ngược lại để cho nàng nhiều một tia lực lượng thần bí. Tại thiếu nữ bên người, còn có một đầu thú nhỏ. Cái kia thú nhỏ toàn thân ánh vàng rực rỡ, khỏe mạnh kháu khỉnh. Lại mọc ra cùng loại long nhất lân phiến cùng sừng rồng. Bất quá nhìn qua cũng không hung mãnh, thậm chí còn có một tia xuẩn manh cảm giác. Mà cái kia màu vàng kim thú nhỏ, cảm giác hết sức nhạy cảm, một thoáng liền đã nhận ra Chu Mộc tồn tại. Sau đó đối hắn bên này đang gầm rú. Nguyên bảo, làm sao rồi? Cái kia như tinh linh thuần mỹ thiếu nữ nói. Sau đó, mắt đẹp lưu chuyển, cũng là phát hiện Chu. A, thiếu nữ kinh ngạc, tựa hồ cảm giác rất là ngoài ý muốn. Vị cô nương này, tại hạ đại Chu Hoàng Triều Thái tử Chu Mộc, ngoài ý muốn đi vào nơi này. Đối mặt vị này xinh đẹp tinh linh thiếu nữ, Chu Mộc đúng là cũng cảm giác có một tia co quắp. Ngươi là bên ngoài tới người sao? Thiếu nữ lộ ra mới lạ chi ý, phảng phất đối lai lịch của hắn cảm thấy rất hứng thú. Nói cho ta biết, thế giới bên ngoài là cái dạng gì? Thiếu nữ mở to đôi mắt sáng, rất tò mò, tựa như tò mò bảo bảo. Mà về sau, Chu Mặt cùng thiếu nữ cũng là hàn huyên. Dần dần quen thuộc, hắn cũng biết thiếu nữ tên, gọi là Thoải Mái. Một cái có chút kỳ quái, rồi lại hết sức phù hợp nàng tươi mắt thoát tục, đáng yêu khí chất tên. Chu hết sức muốn biết, Thoải Mái tới từ nơi đâu, nơi này lại là địa phương nào. Bất quá, Thoải Mái mặc dù đơn thuần ngây thơ, nhưng ở phương diện này, lại là ngậm miệng không nói. Chu Mộc chỉ biết là, nàng có mấy cái sư phụ, lại một mực sống ở nơi này, không có từng đi ra ngoài. Càng chưa từng gặp qua phía ngoài đại thiên thế giới. Cho nên tại lần thứ nhất thấy Chu Mặt cái này kẻ ngoại lai thời điểm, Thoải Mái mới có thể hiển lộ ra loại kia tò mò. Bất quá Chu Mộc bản năng cảm thấy, Thoải Mái lai lịch không có đơn giản như vậy. Bởi vì hắn xem ra rơi bên người nuôi cái kia sủng vật, cũng chính là màu vàng kim thú nhỏ. Mặc dù nhìn qua có chút xuẩn manh, nhưng thấy thế nào, đều có chút giống trong truyền thuyết thụy thú tỳ hưu. Mặc dù không có thể bảo chứng là tuyệt đối thuần huyết sói, nhưng rõ ràng cũng cực kỳ bất phàm, không phải người bình thường có thể có được. Kế tiếp, Chu Mộc cũng phát hiện, hắn có thể thông qua này tàn khuyết cổ trận, trở lại Đại Chu Hoàng Triều tổ địa Hoàng Lăng. Cho nên về sau, Chu Mộc cũng là thường xuyên thông qua tàn khuyết cổ trận, truyền tống đến Thoải Mái vị trí. Một tới hai đi, hai người chính là dần dần rất quen. Thoải Mái cũng coi hắn là thành theo bên ngoài tới bằng hữu. Mà Chu Mộc tâm tư rõ ràng không có đơn giản như vậy. Bất luận là này Thoải Mái sau lưng thần bí bối cảnh, vẫn là nàng bản thân, đều là rất có lực hấp dẫn tồn tại. Sau đó đến, tại một lần trong lúc nói chuyện với nhau, Chu Mộc cũng là vô tình hay cố ý để lộ ra. Đại Chu Hoàng Triều bây giờ khốn cảnh. Cái gì? Người chỗ Đại Chu Hoàng Triều muốn mất nước? Thoải Mái lộ ra rất là giật mình. Vì cái gì các ngươi muốn lẫn nhau sát lục đâu? Nàng tự hồ có chút không rõ. Thù truyền kiếp mà thôi. Chu Mộc thở dài một tiếng. Tựa hồ là thấy được hảo bằng hữu khó xử, Thoải Mái cũng là có chút xoắn suýt, sau đó nói. Mặc dù ta không dám đi cầu sư phụ của ta ra tay, nhưng cũng dùng xin nhờ một chút đại thúc, trợ giúp các ngươi đánh lui kẻ địch. Nhưng cũng chỉ là đánh lui muộn, Thoải Mái không muốn để cho người nào đi giết người. Thật sao? Chu Mộc trong mắt lóe lên kinh hỉ chi mang. Mà về sau, tình huống giống như bên ngoài thấy như vậy. Đại Chu Hoàng Triều, dùng Chu Mộc phát hiện lượng lớn tài nguyên. Bồi dưỡng hấp dẫn không ít cường giả, nhưng quốc lực được tăng lên.
Sau đó tại một lần đại chiến bên trong, có cường giả bí ẩn ra tay, đả thương Ngọc Hư Hoàng Chủ, nhường hắn lưu lại vết thương đại đạo. Có thể nói, Đại Chu Hoàng Triều mưa gió phiêu linh vận mệnh, cứ như vậy bị thứ hai người sửa. Chương 2094, cũng không hoàn chỉnh khí vận chi long, thoải mái tham gia trăm quốc đại chiến. Đại Chu Hoàng Triều tổ cung điện bên trong, Chu Mộc xếp bằng ở trên bồ đoàn. Nhớ tới này chút gặp gỡ, Chu Mộc chính mình cũng là không thể không cảm thán. Vận mệnh thứ này, thật vô cùng huyền diệu. Hắn lại lần nữa nhắm mắt, thấy được một đầu màu vàng kim tiểu long, trong thức hải của mình xoay quanh vũ động. Trong cơ thể mình thánh long chân huyết, thậm chí là gặp được thoải mái. Cũng có thể là bởi vì này màu vàng kim tiểu long nguyên nhân. Đây chẳng lẽ là cái gọi là khí vận chi long? Chu Mộc trong lòng suy tư nói. Mặc dù hắn vị trí trăm quốc tinh vực tương đối vắng vẻ, nhưng cũng là nghe nói qua. Tại thế giới trong thế giới, có cái gọi là khí vận chi long. Khí vận chi long là thế giới trong thế giới khí vận ngưng tụ cùng thể hiện. Chỉ cần ủng có khí vận chi long, liền đại biểu cho, chính là thế giới trong thế giới thiên địa con cưng. Gặp đến bất cứ chuyện gì, đều có thể gặp giữ hóa lành. Càng có thể được đến không ít cơ duyên. Mà Chu Mộc thuế biến thánh long chân huyết, cùng gặp được thoải mái. Trên bản chất mà nói, cũng là một loại khí vận cơ duyên thể hiện. Không có cái vận khí này, liền không chiếm được cái cơ duyên này. Mà lại càng trọng yếu hơn chính là, khí vận chi long xuất hiện, bản thân cũng là đại biểu cho, tương lai thế giới trong thế giới, có thể sẽ xuất hiện cơ duyên to lớn. Mà chỉ cần ủng có khí vận chi long, liền có khả năng đạt được cái kia cơ duyên to lớn. Nhảy lên trở thành chí cường giả, thậm chí trở thành thế giới trong thế giới chúa tể. Nghĩ tới những thứ này, cho dù là tâm tính trầm ổn như Chu Mộc, cũng là nhịn không được có chút xúc động. Bất quá, khí vận chi long, có lẽ không chỉ một đầu. Mà lại, ta đầu này khí vận chi long, khó tránh khỏi có chút nhỏ, hẳn là cũng không phải là toàn bộ. Tại ban đầu xúc động qua đi, Chu Mộc cũng là cảm thấy, hắn đầu này khí vận kim long, rất nhỏ. Phảng phất là chân chính khí vận kim long một cái kíp nổ, một phần nhỏ. Xem ra, ta cái này khí vận kim long không phải hoàn chỉnh. Bất quá có khả năng thông qua nó, tìm tới chân chính hoàn chỉnh khí vận kim long. Chu cũng không có cái gì khí nỗi. Mặc dù chẳng qua là trước mắt không hoàn chỉnh khí vận kim long, đều để hắn triệt để vươn mình. Hắn có lòng tin, cuối cùng hoàn chỉnh khí vận kim long, nhất định là thuộc về hắn. Đúng rồi, tiếp xuống liền là trăm quốc đại chiến. Không biết thoải mái nàng có thể hay không cảm thấy hứng thú. Vừa nghĩ tới trong đầu cái kia như thế gian tinh linh tuyệt mỹ thiếu nữ, Chu mặt tâm liền không nhịn được hơi động một chút. Này trăm quốc đại chiến, cũng là một cái cùng thoải mái tăng tiến tình cảm cơ hội tốt. Mặc dù hắn đối thoải mái lòng mang tình ý, nhưng thoải mái đối với hắn, có vẻ như cũng chỉ có đơn thuần nhất bằng hữu chi tình. Mà bằng hữu này chi tình, ở mức độ rất lớn, đều là bởi vì hắn là thoải mái nhìn thấy thứ một ngoại nhân, cho nên cảm giác rất tò mò. Chu Mộc có thể tuyệt đối sẽ không thỏa mãn với quan hệ như vậy. Rất nhanh, hắn lần nữa đi tới hoàng lăng bên trong, tiến nhập che giấu cửa đá đường hành lang bên trong. Cuối cùng thông qua tàn khuyết truyền tống trận, lại lần nữa tới đến khu này sơn linh thủy tú thiên địa. Mà tại ưu mỹ này sơn thủy ở giữa, lại có một bộ bóng hình xinh đẹp, so này sơn thủy càng đẹp. Tự nhiên là thoải mái. Nàng dáng người tinh tế thon dài, thân thể nghiên lệ. Như mực tóc xanh liền như thế tùy ý rối tung tại trên vai thơm. Khuôn mặt càng là không thi phấn trang điểm, ngũ quan đẹp đẽ ngọt ngào. Đơn giản liền là một cái xuất thế lại thuần mỹ thế gian tinh linh. Để cho người ta nhìn một chút, đều cảm giác tâm linh bị tịnh hóa. Thời khắc này thoải mái, đang ở cho sủng vật của nàng. Cái kia tên là Nguyên Bảo Mạo phân biệt cho ăn. Quăng cho ăn đồ vật, không phải hiếm hoi thánh dược, liền là tiên nguyên. Mà Nguyên Bảo, thì là ai đến cũng không có cự tuyệt, đem hết thảy đều nuốt vào trong bụng. Bỗng nhiên cảm thấy Chu Mộc khí tức. Cái kia Nguyên Bảo đột nhiên quay đầu, đối Chu Mộc gào thét. Nó bản năng cảm giác được, tên nhân loại này nam tử, đối với nó nữ chủ nhân, lòng mang ý đồ xấu. Này loại làm loạn, cũng không phải nói yếu hại nữ chủ nhân, mà là nữ chủ nhân thân thể. Thân là thoải mái sủng vật. Nguyên Bảo cảm thấy, chính mình có chức trách, bảo hộ chính mình nữ chủ nhân. Chu Mạt, ngươi đến rồi. Thấy Chu Mạt xuất hiện, thoải mái cũng là cười một tiếng. Nụ cười này, nhường Chu Mộc đều là có chút xem ngây người. Thật sự là quá đẹp. Một cái cười, đều giống như có thể gột rửa tâm linh. Chu Mộc nhịn không được tới gần thoải mái. Gâu. Nguyên Bảo rõ ràng là chỉ huyết mạch rất đậm tỳ hưu, lại phát ra cẩu tiếng gầm gừ, tỳ lấy răng. Khanh khách, chớ để ý, không biết vì cái gì, Nguyên Bảo giống như cũng không thích ngươi. Thoải mái thấy cảnh này, cũng là nhịn cười không được. Chu Mộc lúng túng lấy tay sờ lên mũi. Chẳng lẽ này thú nhỏ, nhìn ra hắn ý nghĩ trong lòng. Đúng rồi, lần này tới, là muốn nói với ngươi một chút chuyện mới mẻ, tỉ như trăm quốc đại chiến sự tình.
Chu Mạt cũng là nắm một ít chuyện đều cùng Thoải Mái nói. Nghe được Thoải Mái đôi mắt sáng lên. Trên trăm cái hoàng triều người hội tụ vào một chỗ tỉ thí, hẳn là rất tốt, rất náo nhiệt đi. Thoải Mái trong suốt mắt đẹp lóe sáng. Nói thật, theo có ý thức lên, liền đợi ở cái địa phương này, để cho nàng có chút ngán. Thế nhưng, nàng mấy vị kia sư phụ, đều không cho nàng ra cửa. Cho nên, nàng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua thế giới bên ngoài. Nguyên nhân chính là như thế. Đối với Chu Mạt cái này kẻ ngoại lai, Thoải Mái mới sẽ cảm thấy tò mò. Có thể nói, nếu đụng phải nàng, không phải Chu Mộc, mà là bất kỳ người nào khác, Thoải Mái hẳn là cũng sẽ cùng hắn trở thành bằng hữu. Cho nên Chu Mộc đối Thoải Mái tới nói, cũng không có trừ bằng hữu bên ngoài, bất luận cái gì đặc thù ý nghĩa. Cái kia, Chu Mạt, ngươi có thể hay không mang ta đi tham gia trăm đại chiến a? Đợi ở chỗ này thật sự là quá nhàm chán. Thoải Mái nói ra, Chu Mộc đáy mắt lóe lên vẻ vui mừng. Hắn chính là cái này ý tứ, nhưng vẫn là cố ý nói ra, này không có vấn đề à, ngươi thật giống như không thể rời đi nơi này quá lâu. Trước đó, Thoải Mái liền vụng trộm cùng hắn chạy đi Đại Chu Hoàng Triều qua. Bất quá rất nhanh lại trở về. Bởi vì nàng không thể rời đi quá lâu. Không có chuyện gì, chơi mấy ngày liền trở lại. Thoải Mái nói, nàng đối thế giới bên ngoài, thật sự là quá tốt kỳ. Vậy được rồi, đến lúc đó ta sẽ chiếu cố ngươi. Chu vui vẻ nói. Lúc này, hắn thậm chí đã ở trong lòng vẽ phác thảo ra, một bộ anh hùng cứu mỹ nhân tình cảnh. Giống Thoải Mái dạng này thiếu nữ đơn thuần, nếu là tại trăm quốc đại chiến bên trong gặp phải nguy hiểm, rõ ràng sẽ không biết ứng đối ra sao. Đến lúc đó, Chu liền sẽ xuất thủ cứu giúp. Thoải Mái tự nhiên sẽ dần dần đối với hắn sinh ra đặc thù tình cảm. Chu Mộc trong lòng nghĩ rất đẹp. Hắn cũng cảm thấy, chính mình có năng lực như thế bảo hộ Thoải Mái. Đến mức Ngọc Hiên thái tử đám người, hắn hiện tại đã không để trong mắt. Đạt được trả lời chắc chắn về sau, Chu Mộc cũng là về tới Đại Chu Hoàng Triều. Hắn đã không kịp chờ đợi, mong muốn nghênh đón trăm quốc đại chiến đến. Này chính là mệnh vận hắn chuyển hướng một tê cái điểm khác. Hắn sẽ một tiếng hót lên làm kinh người, rửa sạch bị phế sỉ nhục. Đồng thời còn có thể gia nhập truyền thừa thư viện. Mà Đại Chu Hoàng Triều cũng sẽ theo hắn gia nhập truyền thừa thư viện mà triệt để quật khởi. Thậm chí, tương lai chưa chắc không thể dùng nắm Ngọc Hư Hoàng Triều tiêu diệt. Mà lại, hắn càng là có thể được đến Thoải Mái ưu ái, ôm mỹ nhân về. Ngẫm lại cũng cảm giác xúc động. Trăm quốc đại chiến, chính là ta Chu, tại thế giới trong thế giới quật khởi điểm xuất phát. Chu Mộc trong mắt nhóm lửa diễm. Chương 2095, trăm quốc đại chiến mở ra, truyền thừa thư viện người tới. Mà cùng cảm xúc mênh mông Chu Mộc khác biệt. Ngọc Hư Hoàng hướng bên này. Ngọc Hiên thái tử, tại khu chiêng gõ trống chủ bị một chút kế hoạch. Chuẩn bị cùng một chút mặt khác hoàng triều thiên kiêu hảo hữu, cùng một chỗ vây quét, diệt Chu Mộc. Đến mức quân Tiêu Dao không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ. Mặc dù hắn cảm thấy, Ngọc Hiên thái tử hẳn là tại làm chuyện vô ích. Bất quá xem ở Ngọc Hiên thái tử đối với hắn thái độ còn không sai mức. Quân Tiêu Dao đến lúc đó, cũng sẽ không để hắn vẫn lạc tại cái kia mộc trong tay. Cuối cùng, tại qua sau một thời gian ngắn, trăm quốc đại chiến tháng ngày tới gần. Nguyên bản yên lặng trăm quốc tinh vực cũng là bắt đầu sôi trào lên. Các đại hoàng triều đều là có thiên kiêu lên đường, chuẩn bị xuất phát, đi tới trăm quốc đại chiến tổ chức địa phương. Thân là Bắc Thiên giới vực vắng vẻ chỗ. Trăm quốc tinh vực thiên kiêu nhóm, leo lên trên đường tắt duy nhất, trên cơ bản liền là trăm quốc đại chiến. Nếu như có thể gia nhập truyền thừa thư viện, cái kia chính là nhất phi trùng thiên. Không chỉ có là tự thân có thể đi tới càng rộng rãi hơn sân khấu. Thậm chí liền sau lưng hoàng triều, đều có thể được lợi, đạt được ban thưởng không ít cùng cơ duyên. Ngọc Hư Hoàng hướng bên này. Lộng lẫy lâu thuyền trôi nổi hư không bên trong. Ngọc Hoàng hướng thiên kiều nhóm, cũng là chuẩn bị xuất phát. Quân công tử, thời gian không sai biệt lắm. Ngọc Hiên thái tử cùng Ngọc Nhàn công chúa đi vào quân Tiêu Dao bên này. Quân Tiêu Dao đứng dậy, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Ở trong mắt quân Tiêu Dao, này trăm quốc đại chiến đối với hắn mà nói, không nói như nhà tròi, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Mặc dù này chút hoàng triều thiên kiêu cũng không tính là kém. Nhưng dù sao cũng là vắng vẻ chỗ. Có thể vào quân Tiêu Dao mắt đều không có. Nếu không phải có Chu Mộc vị này thế giới chi tử tại. Hắn thậm chí đều chẳng muốn đi cái gì trăm quốc đại chiến. Đi thôi. Quân đạo xa thản nhiên nói. Ngọc Hiên thái tử trong đôi mắt có sáng lên sắc. Hắn không nói nhường quân Tiêu Dao mang theo hắn. Ít nhất, có quân Tiêu Dao tại, hắn tổng có một ít lực lượng. Mà Ngọc Nhàn công chúa, con ngươi đồng dạng sáng lóng lánh. Nàng rất chờ mong, dùng quân Tiêu Dao này nghịch thiên thực lực, tại trăm quốc đại chiến bên trên, sẽ có cỡ nào biểu hiện. Sợ là sẽ phải nắm truyền thừa thư viện người kinh ngạc đến ngây người đi. Mà một bên khác, Đại Chu Hoàng Triều bên này. Chu Mộc cũng là chuẩn bị lên đường xuất phát. Nhìn xem một bên,
ôm màu vàng kim thú nhỏ nguyên bảo Lạc Lạc. Chu Mộc đôi mắt rất sáng. Lần này trong quốc đại chiến, hắn muốn cho Lạc Lạc biết. Hắn có cái kia thiên phú, có thực lực kia, có tư cách kia, bảo hộ nàng, trở thành nàng nam nhân. Mà liền tại trong quốc tinh vực, các phương hoàng triều thiên kiêu lên đường lúc. Tại bách tinh vực ngoại hư không bên trong, có một chiếc lâu thuyền vượt qua. Phía trên cắm có truyền thừa thư viện cờ xí. Chính là đến đây trong quốc tinh vực thu nhận học sinh truyền thừa thư viện người. Mà giờ khắc này, tại lâu thuyền nội bộ một tòa lầu các bên trong, có hai vị nữ tử ngồi xếp bằng trong đó. Trong đó một vị hơi có vẻ thành thục nữ tử, ăn mặc cung trang, dung mạo thanh nhã nghiền lệ, có mấy chút thành thục phong vận. Mà khác một vị nữ tử, thì lộ ra muốn càng thêm giàu có sức sống một chút, màu da trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, dung mạo cũng hết sức tiếu mỹ. Sư tôn, vì cái gì hết lần này, tới lần khác là ngươi bị phân phối đến cái này địa phương cướp chim, cũng không có tới a. Vị kia dung mạo tiếu mỹ nữ tử phàn nàn nói. Nàng là truyền thừa thư viện đệ tử, tên là Triệu Hân. Tu vi cảnh giới cũng xem là tốt, đạt đến vô thượng huyền tôn tiền kỳ. Từ nơi này cũng có thể thấy được, thế giới trong thế giới thiên kiêu thực lực tổng hợp, là thật so giới hải thế giới khác, muốn mạnh hơn một đoạn. Mà về phần quân tiêu giao trước đó đụng phải Ngọc Hiên Thái tử đám người. Bởi vì bọn hắn chỗ trong quốc tinh vực cái này vắng vẻ chỗ, cho nên tu mới không cao lắm. Triệu Hân tu vi cảnh giới, mới là thế giới trong thế giới thiên kiêu như thường trình độ. Đương nhiên, bọn hắn chút này thiên kiêu mặc dù tuổi trẻ, nhưng cũng chỉ là đối lập mà thôi. Chẳng qua là tại tu sĩ bên trong, tính rất trẻ trung. Nhưng cùng quân tiêu giao này loại hơn 20 tuổi, đúng nghĩa tuổi trẻ, không cách nào đánh đồng. Mà một vị khác ăn mặc cung trang, thanh nhã nghiền lệ nữ tử, chính là Triệu Hân sư tôn, cũng là truyền thừa thư viện trưởng lão, tên là Tô Mụ. Vị này Tô Mụ, chính là chuẩn đế tu vi. Bất quá không phải loại kia trung cao giai chuẩn đế, chỉ vượt qua nhất kiếp. Chuẩn đế điểm cửu kiếp. Độ 1, 2, 3 kiếp, thuộc về sơ giai chuẩn đế. Độ 4, 5, 6 kiếp, vì trung giai chuẩn đế. Mà vượt qua 7, 8, cửu kiếp, vì cao giai chuẩn đế. Chuẩn đế cửu trọng kiếp, một nhất trọng thiên, cũng không phải là nói nhảm. Mà vị này Tô Mụ, mặc dù chỉ là sơ giai chuẩn đế, nhưng tuổi của nàng, tại truyền thừa thư viện chuẩn đế trưởng lão bên trong, cũng xem như cực kỳ nam nhẹ. Đương nhiên, này loại tuổi trẻ cũng là tướng đúng. Mà có lẽ cũng là bởi vì, Tô Mụ tại một đám trưởng lão bên trong, tư lịch bối phận thuộc về thấp nhất. Cho nên nàng cũng là bị phân phối đến bách tinh vực này loại vắng vẻ địa phương. Phải biết, nếu là có thể chiêu mộ được một chút thiên tài, trưởng lão kia cũng là có thể được đến thư viện ban thưởng. Mà đồ đệ của nàng Triệu Hân, cũng chính là bởi vậy thay nàng bất bình. Mặc kệ như thế nào, đây là thư viện phát nhiệm vụ xuống, vẫn là muốn hoàn thành. Mà lại chúng ta nếu không đến, nói không chừng liền bỏ qua một chút không sai người kế tục đây. Tô Mụ cười nhạt một cái nói, tâm tính rất bình thản. Nghe nói như thế, Triệu Hân nhếch miệng nói, sư tôn, ngươi liền tự an ủi mình đi. Trong quốc tinh vực, dù cho tại Bắc Thiên giới vực, đều là vắng vẻ chỗ. Bực này thâm sơn cùng cốc, làm sao lại ra cái gì thiên tài. Giới chức đều là một chút bình thường hời hợt hạng người, lần này hẳn là cũng đồng dạng, sẽ không xuất hiện người thế nào. Bất quá là nhường sư tôn ngươi một chuyến tay không thôi. Bởi vì Tô Mụ tính tình ôn hòa quan hệ, cho nên Triệu Hân đối Tô Mụ nói chuyện phiếm cũng hết sức tùy tính, không có loại kia đổ đệ đối sư tôn câu thúc cảm giác. Mặc kệ có hay không, dù sao cũng phải tìm một nhóm người trở về. Như là tiếp tục như vậy xuống, một số năm sau, ta truyền thừa thư viện chẳng phải là không người nào. Tô Mụ nhàn nhạt lắc đầu, ngữ khí có vẻ hơi bất đắc dĩ. Nghe đến nơi này, Triệu Hân cũng là giận không chỗ phát tiết nói. Cái kia Tam Hoàng thư viện quá ghê tởm, thế giới trong thế giới cơ hồ một nửa thiên kiêu đều bị bọn hắn lấy đi. Hiện tại càng quá phận, lại còn chuẩn bị tới Bắc Thiên giới vực tuyển nhận thiên tài. Truyền thừa thư viện là Bắc Thiên giới vực uy tín lâu năm thế lực. Theo lý thuyết, Bắc Thiên giới vực thiên kiêu, nếu là sau lưng không có thế lực tông môn gia tộc các loại, phần lớn đều sẽ gia nhập truyền thừa thư viện. Thế nhưng hiện tại, Tam Hoàng thư viện lại là điều chuẩn bị đem đưa tay hướng Bắc Thiên giới vực. Tô Mụ nhàn nhạt lắc đầu nói, ai kêu Tam Hoàng thư viện lưng tựa Tam Hoàng thế lực đâu? Hiện tại Nhân Hoàng điện truyền nhân xuất hiện, Địa Hoàng cung nghe nói cũng theo thế giới trong thế giới tìm tới một vị nữ truyền nhân, Thiên Hoàng các đoán chừng cũng sắp. Đến lúc đó, dùng Tam Hoàng truyền nhân vì danh hào, nhường hết thảy thiên kiêu đều tùy tùng Tam Hoàng truyền nhân bước chân. Khi đó, chúng ta truyền thừa thư viện mới thật sự là khó qua. Tô Mụ lắc đầu thở dài. Tam Hoàng thế lực hoàn toàn chính xác nắm giữ thế lực khác không gian sinh tồn. Triệu Hân nghe vậy cũng là im lặng không nói. Đối mặt cái gọi là Tam Hoàng truyền nhân, cho dù là nàng, cũng là nói không ra bất kỳ lời tới. Tam Hoàng truyền nhân không thể khinh nhờn. Đừng nói Tam Hoàng truyền nhân, coi như Tam Hoàng trong thế lực mặt khác yêu nghiệt, đều không phải là nàng không quan trọng một cái Triệu Hân có thể trêu chọc tồn.
Tại. Tốt, không nói, xem lần này có thể khai quật ra vài vị nhân tài đi. Tô Mụ than nhẹ. Bất quá theo ngữ khí của nàng nghe tới, nàng cũng không có ôm cái gì hy vọng. Chương 2096, phần thiên cổ chiến trường, khí vận kim long cảnh cáo, có phải hay không ở đâu gặp qua. Trăm quốc đại chiến tổ chức địa phương. Chính là nằm ở trăm quốc tinh vực Bắc Bộ, một chỗ tên là phần thiên cổ chiến trường tuyệt địa. Tại trăm quốc tinh vực cũng có vài chỗ cái gọi là cấm địa. Trước đó quân Tiêu Dao truyền tống đến thiên tuyệt cổ khoáng mỏ, chính là một cái trong số đó. Mà này phần thiên cổ chiến trường, cũng là một cái trong số đó. Phần thiên bên trong chiến trường cổ, có không ít cơ duyên, nhưng cũng có được rất nhiều hung hiểm. Còn có một số thực lực mạnh mẽ hoang thú, thái cổ di chủng các loại. Cho nên nơi này, cũng đã trở thành trăm quốc đại chiến lịch luyện chỗ. Mà giờ khắc này, tại cách phần thiên cổ chiến trường chỗ không xa, có một tòa màu đỏ thắm, như thành lũy to lớn thành trì. Này vực tên là phần thiên thành. Tại phần thiên cổ chiến trường bên ngoài, trở thành một chỗ người mạo hiểm cùng tu sĩ tu chỉnh chỗ. Mà khi trăm quốc đại chiến mở ra thời điểm, tòa thành trì này liền sẽ vô cùng náo nhiệt cùng với nóng nảy. Các lộ trèo xe, bay lượn cổ thú, lâu thuyền, phi thuyền các loại, độ không tới, buông xuống tại phần thiên thành. Đều là trăm quốc tinh vực các đại hoàng triều thiên kiêu đội ngũ. Này chút hoàng triều thiên kiêu cả đám đều hăng hái, sắn tay áo lên, chờ đợi lấy cơ hội một bước lên trời. Mà ở trong đó, tự nhiên cũng có Ngọc Hư Hoàng Triều Lâu Thuyền. Quân Tiêu Dao, Ngọc Hiên Thái Tử, Ngọc Nhàn Công Chúa đám người đứng tại Lâu Thuyền bong thuyền. Đối mặt này sắp đến trăm quốc đại chiến. Dù cho tâm tính trầm ổn như Ngọc Hiên, cũng là tại hít sâu, trong mắt có quyết tâm. Đến mức Quân Tiêu Dao, vẻ mặt bình thản, thậm chí cảm thấy đến có chút nhàm chán. Sau đó, Quân Tiêu Dao mấy người cũng là tiến nhập phần thiên thành. Mà trên đường, một chút Hoàng Triều Thiên Kiêu thấy Quân Tiêu Dao đám người, đều là nói dị. A, vị kia giống như là Ngọc Hư Hoàng Triều Ngọc Hiên Thái Tử cùng Ngọc Nhàn Công Chúa. Bất quá, bọn hắn làm sao đi theo một vị công tử áo trắng đằng sau. Vị kia công tử áo trắng rất đẹp a. Quân Tiêu Dao mặc dù đã đầy đủ điệu thấp, khí tức nội liễm, sâu như biển cả. Nhưng khí chất kia cùng dung nhan, y nguyên đưa tới bát phương quan tâm. Mà lại cũng có rất nhiều người tò mò. Ngọc Hiên vị này Thái Tử, lại còn cùng ở sau lưng hắn, tựa như người hầu. Cái này có ý tứ. Rất nhiều người đối Quân Tiêu Dao lai lịch đều rất tò mò, suy đoán hắn là cái nào đỉnh cấp hoàng triều nhân vật. Mà đúng lúc này, Quân Tiêu Dao như có cảm giác, nhìn về phía đường đi một bên khác. Có mấy người đi tới. Cầm đầu, là một nam một nữ. Chính là Chu Mộc cùng Lạc Lạc. Theo lý thuyết, chuyên vì không phải món ăn mà đến Quân Tiêu Dao, hẳn là trước hết nhất quan tâm Chu. Thế nhưng, ánh mắt của hắn, lại trước tiên ở lại tại Lạc Lạc trên thân. Trong mắt lóe lên một vệt dị sắc. Nàng, Quân Tiêu Dao hơi có kinh ngạc. Hắn không nói duyệt đẹp vô số, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Thấy qua tuyệt đại giai nhân, càng là đếm không hết. Cho nên chỉ dựa vào dung nhan và khí chất, muốn cho Quân Tiêu Dao kinh nói, là không thể nào. Mặc dù Lạc Lạc cũng xác thực hết sức thuần mỹ rất xinh đẹp. Ngũ quan đẹp đẽ, mặt trứng ngỗng gò má, mũi ngọc tinh xảo môi anh đào, tiếu mỹ thanh tú. Trong ngực còn ôm một đầu màu vàng kim thú nhỏ. Tựa như thế gian tinh linh sở sở động lòng người. Nhưng dung mạo của nàng không phải nhất làm cho Quân Tiêu Dao dị, mà là khí tức của nàng. Quân Tiêu Dao suy nghĩ lấy. A, mà Quân Tiêu Dao không biết là, tại hắn quan tâm Lạc Lạc thời điểm, Lạc Lạc đúng là cũng liếc mắt, liền trong đám người thấy được hắn. Mặc dù Quân Tiêu Dao bản thân ở đâu, đều là làm người khác chú ý nhất tồn tại. Mà cùng Quân Tiêu Dao đồng dạng, Lạc Lạc sở dĩ một hạ chú ý đến hắn. Cũng không phải là bởi vì Quân Tiêu Dao dung mạo. Mặc dù hắn cũng đích thật là nhan trị tuyệt thế. Nhưng chủ yếu nhất là, Lạc Lạc thấy hắn, liền sinh ra một loại đặc thù cảm giác. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, nói không nên lời là cái gì. Nhưng luôn có một loại như có như không thân cận cảm giác. Giống như cảm giác ở nơi nào nhìn thấy qua vị này công tử áo trắng. Cái này khiến Lạc Lạc chính mình cũng là chút vẻ hơi nghi hoặc. Đại đại óng ánh trong đôi mắt đẹp có một chút mờ mịt chỉ ý. Nàng theo có ý thức lên, liền không có từng tới bên ngoài. Trước hết nhất gặp phải người bên ngoài, liền là Chu Mộc. Lại làm sao có thể gặp qua vị này công tử áo trắng đâu. Mà lại vị này công tử áo trắng như thế tuấn tú tuyệt thế, nàng như thật gặp qua, chỉ nhớ hẳn là rất sâu sắc mới đúng. Suy nghĩ một chút, không có nghĩ rõ ràng. Lạc Lạc dứt khoát cũng là không nghĩ. Nhưng không thể không nói, nàng đối Quân Tiêu Dao tò mò. Này loại đặc thù cảm giác, nàng còn là lần đầu tiên có. Cho dù là trước đó lần thứ nhất thấy Chu Mộc, nàng cũng không có qua một tia loại cảm giác này. Ngọc Hư Hoàng Triều. Đến mức Chu, trong mắt lóe lên một vệt lãnh ý. Thật đúng là không phải oan gia không gặp gỡ.
Bất quá, cho dù là hắn, cũng không thể không chú ý tới Quân Tiêu Dao. Người kia là Chu Mộc Dị, tiến tới nhíu mày. Cái kia Ngọc Hiên Thái Tử, vậy mà đi tại vị kia công tử áo trắng bên cạnh người, như cùng một cái người hầu. Đây chính là hiếm thấy a, mà lại Chu Mộc rõ ràng cảm giác được. Ngọc Hiên Thái Tử đám người, đối cái kia công tử áo trắng, đã không phải là loại kia ở giữa bạn bè bầu không khí. Thậm chí, có một loại đối tiền bối tôn kính cảm giác. Đây là có chuyện gì? Mà đúng lúc này, bỗng nhiên, trong thức hải của hắn khí vận kim long, đúng là đột nhiên nóng nảy, trên dưới nấn ná lăn lộn. Phảng phất là đối Chu Mộc phát ra cảnh cáo. Chu Mộc ánh mắt chìm xuống. Bất luận như thế nào, hắn đều có loại cảm giác xấu. Lúc này, hắn chú ý tới, một bên Lạc Lạc, tầm mắt vậy mà cũng là nhìn chằm chằm cái kia công tử áo trắng. Mà lại ánh mắt bên trong, có loại hắn chưa từng thấy qua đặc thù cảm xúc. Cái này khiến Chu Mộc càng là nhíu mày. Hắn thừa nhận, cái kia công tử áo trắng dung nhan tuyệt thế, khí chất kinh người. Nhưng hắn cảm thấy, ngây thơ thuần nhiên Lạc Lạc, hẳn không phải là loại kia chỉ nhìn mặt nông cạn nữ hài a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một cái thân phận không rõ công tử áo trắng, liền để Chu Mộc sinh ra một loại cảm giác bất an. Mà lúc này, thấy Chu Mộc Ngọc Hiên Thái Tử, trên mặt thì là lộ ra một vệt vẻ lạnh lùng. Thật đúng là Sơn Thủy có gặp lại a, Chu Mộc, mất đi Thánh Long huyết phế nhân, còn muốn tham gia Trăm Quốc đại chiến, gia nhập truyền thừa thư viện. Đừng nhìn Ngọc Hiên Thái Tử đối Quân Tiêu Dao tôn kính vô cùng. Nhưng đối Chu Mộc này loại kẻ thù, tự nhiên sẽ đủ kiểu trào phúng chế nhạo. A, còn không biết xấu hổ nói, ta Thánh Long huyết, dùng còn thông thuận. Chu Mộc cười lạnh. Mặc dù lúc trước hắn Thánh Long huyết bị đoạt, nhưng này Thánh Long huyết, cũng không phải dễ luyện hóa như thế. Luyện hóa không tốt, nói không chừng còn là một loại liên lụy. Ha ha, người đây liền không cần phải lo lắng, may mắn mà có Quân công tử, này Thánh Long huyết, đã sớm bị chúng ta huynh muội triệt để luyện hóa. Ngọc Hiên Thái Tử nghe vậy, cười cười. Cái gì? Chu Mộc nhíu mày, tầm mắt chuyển hướng Quân Tiêu Dao. Các hạ đến tột cùng là tại sao đường, tại sao lại cùng Ngọc Hiên Thái Tử tại cùng một chỗ? Đối mặt vị này, nhường trong đầu hắn khí vận kim long đều là có chút dao động bất an người. Chu Mộc cũng là nghĩ thăm dò một thoáng, nghe ngóng Quân Tiêu Dao lai lịch. Đến mức Quân Tiêu Dao nhàn nhạt ngước mắt. Chu Mộc khí tức, không có hắn trong tưởng tượng mạnh. Chẳng lẽ lại là không hoàn chỉnh cơ duyên? Quân Tiêu Dao thầm than một tiếng. Nếu như có được hoàn chỉnh cơ duyên, này Chu Mộc không nên yếu như vậy mới đúng. Xem ra này Chu, cũng phải nuôi mấy ngày lại thu hoạch. Thấy Quân Tiêu Dao tựa hồ là bỏ qua hắn, Chu Mộc vẻ mặt càng là chìm xuống. Mà đúng lúc này, Lạc Lạc bỗng nhiên mở miệng đáp lời nói. Vị công tử này, chúng ta là không phải ở nơi nào gặp qua a? Chương 2097, Lạc Lạc liên quan đến nhân quả, đại chiến mở ra. Lạc Lạc nháy thu thủy mắt đẹp, nhìn xem Quân Tiêu Dao. Loại kia đặc thù cảm giác, nàng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Cho nên trực tiếp chẳng thà mở miệng hỏi thăm. Ồ, Quân Tiêu Dao ánh mắt ám liễm. Đáy lòng càng là trầm ngâm. Dùng Chu Mộc thân phận của thế giới chi tử, hắn gặp được Lạc Lạc, lai lịch hẳn là cũng bất phàm. Tăng thêm trước đó hắn sở cảm ứng đến, Lạc Lạc trên thân loại kia đặc thù cảm giác và khí chất, đáy lòng của hắn có suy tư. Nhưng mặt ngoài, Quân Tiêu Dao lại là cười nhạt một cái nói. Ta cảm thấy, có lẽ ở trong mơ gặp qua chưa? Trong mộng, Lạc Lạc hai mắt thật to lộ ra mê hoặc. Quân Tiêu Dao tiếp theo cười một tiếng nói. Như cô nương như vậy tuyệt sắc, sợ là chỉ có ở trong mơ mới năng tương hội. Cho nên, Quân mỗ cũng tính nói đúng đi. Quân Tiêu Dao mở miệng, liền là lão cạn bã nam trích lời. Nhưng đây đối với Lạc Lạc này loại không thế nào xuất thế thiếu nữ, ngược lại có hiệu quả đặc biệt. Lạc Lạc đều là có chút ngượng ngùng. Đây là khen nàng hết sức nổi song sao. Mặc dù Lạc Lạc biết mình hết sức đáng yêu, nhưng lúc này sẽ không quá trực bạch điểm. Nhìn đến đây, ở đây có hai người, vẻ mặt không đúng. Một người tự nhiên là Chu Mộc. Nhìn xem Lạc Lạc cái kia hơi hơi cúi đầu, có chút ngượng ngùng cùng ngượng ngùng bộ dáng. Chu Mộc lông mày nhíu chặt. Cùng hắn ở chung lúc, hắn chưa từng thấy Lạc Lạc lộ ra loại vẻ mặt này. Lạc Lạc đối với hắn, cái kia chính là thật, đơn thuần bằng hữu. Hơn nữa còn không phải loại kia địa vị độc nhất vô nhị bằng hữu. Chỉ là bởi vì hắn ngoài ý muốn xông vào đến Lạc Lạc nơi đó, mới có thể cùng nàng trở thành bằng hữu mà thôi. Mà một người khác, thì là Ngọc Nhàn công chúa. Nàng vô ý thức sờ sờ chính mình khuôn mặt. Là nàng không đủ nổi song sao. Bất quá nói thật, như cùng Lạc Lạc so ra, nàng cũng xác thực hơi có một ít ảm đạm. Mà lúc này, Chu Mộc nói, tốt, Lạc Lạc, chúng ta đi thôi. Chu Mộc không muốn để cho Lạc Lạc cùng Quân Tiêu Dao tiếp xúc quá lâu. Có thể là, Lạc Lạc mấp máy môi một cái. Nàng muốn làm rõ, nàng đối Quân Tiêu Dao cảm giác từ đâu tới. Thấy Chu Mộc giống như muốn ly khai,
Ngọc Hiên thái tử lạnh lùng, ngữ hàm giết quên nói, Chu Mộc, này Trăm Quốc đại chiến, liền là của ngươi điểm cuối cùng. Chu Mộc đồng dạng âm thanh lạnh lùng nói, câu nói này, Nguyên Si trả lại. Dứt lời, Chu Mộc vừa xoay người rời đi. Rời đi lúc, Lạc Lạc còn hướng Quân Tiêu Dao nhìn thoáng qua. Quân Tiêu Dao thì cười nhạt một tiếng, khẽ gật đầu. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, Quân Tiêu Dao trong mắt mới lộ ra suy nghĩ chi ý. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, Chu Mộc loại người này bố trí, hắn gặp được thiếu nữ, lai lịch hẳn là phi phàm. Mà nếu thật là như hắn chỗ nghĩ như vậy lời, vậy thì có ý tứ. Này cũng không tránh khỏi quá mức trùng hợp. Trước đó kích thương Ngọc Hư Hoàng chủ cái vị kia cường giả bí ẩn, phải cùng cô gái kia có quan hệ. Quân Tiêu Dao nói ra. Cái gì? Ngọc Hiên thái tử lộ ra kinh ngạc. Cô gái kia nhìn qua, người vật vô hại dáng vẻ. Sau lưng nàng vậy mà có cường giả như vậy? Bất quá, các ngươi không nên động nàng, ta hữu dụng chỗ. Quân Tiêu Dao nói. Hiểu rõ. Ngọc Hiên thái tử nhẹ gật đầu. Quân Tiêu Dao trong mắt lộ ra từng cái bôi nghiền ngẫm. Có ý tứ, này Chu Mộc xem ra là chuẩn bị tại Trăm Quốc đại chiến bên trên, càng sâu tình cảm à, nói không chừng còn sẽ tới vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân cái gì. Nhưng cũng tiếc, cô gái này ta muốn. Quân Tiêu Dao khẽ cười. Hắn cái gọi là muốn, tự nhiên không phải đối Lạc Lạc bản thân có ý nghĩ gì. Mà là cô gái này, rất có thể liên quan đến một kiện đại nhân quả. Mà cái kia đại nhân quả, đối Quân Tiêu Dao tới nói rất trọng yếu. Thậm chí liền là hắn tới thế giới trong thế giới một trong những mục đích. Cho nên hắn nhất định phải đạt được cô gái này. Mà một bên khác, Chu Mộc sắc mặt cũng là một mực trầm ngưng. Hắn nguyên lai tưởng rằng, này, lần Trăm Quốc đại chiến, đối thủ lớn nhất liền là Ngọc Hiên thái tử. Thế nhưng, cái kia lai lịch bí ẩn Bạch Y nam tử, lại là khiến cho hắn có một loại cảm giác bất an. Loại bất an này, không chỉ là tu vi cảnh giới bên trên lo lắng. Hắn nhìn về phía một bên Lạc Lạc. Theo sau khi rời đi, Lạc Lạc vẫn có chút không yên lòng, giống là đang suy nghĩ gì. Cái này khiến Chu Mộc ánh mắt càng là mang theo một vệt khói mù. Hắn không thể không thừa nhận, cái kia Tự Áo công tử, hoàn toàn chính xác khí chất tuyệt thế, như là trích tiên nhân. Nhưng cũng chính là như thế, hắn mới không thể để cho Lạc Lạc bị cái loại người này hấp dẫn. Mà lại, Quân Tiêu Dao là cùng Ngọc Hiên thái tử bọn người ở tại cùng một chỗ. Kẻ địch bằng hữu, cũng là địch nhân. Chu Mộc ánh mắt chìm nhưng, kế tiếp, mấy ngày thời gian bên trong, hội tụ tại Phần Thiên Thành các lộ thiên kiêu cũng là càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, một đoạn thời khắc, vài vị thân mang truyền thừa thư viện phục thị tu sĩ, buông xuống đến Phần Thiên Thành. Mà Phần Thiên Nội Thành đến triều kiến kiêu, cũng là đều hiện thân. Trong đó một vị truyền thừa thư viện tu sĩ mở miệng nói. Trăm quốc đại chiến muốn mở ra, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Lần này, đồng dạng có ta truyền thừa thư viện một vị trưởng lão tới đây. Nếu như các ngươi trong đó có biểu hiện xuất sắc, thì có khả năng bị trưởng lão coi trọng. Nghe đến đó, ở đây thiên kiêu đều là siết quả đấm, trong mắt có hưng phấn chi ý, truyền thừa thư viện trưởng lão, nói ít cũng đủ chuẩn đế cấp. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, đã là đại nhân vật. Nếu là biểu hiện tốt một chút, có thể bị vị trưởng lão này coi trọng, tự nhiên có khả năng nhất phi trùng thiên. Sau đó, vị này truyền thừa thư viện tu sĩ tiếp tục nói. Tiếp đó, mỗi cái tham gia Trăm Quốc đại chiến tu sĩ, đều sẽ có được một viên lệnh bài. Bên trong có 10 điểm cơ sở tích phân. Tại Phần Thiên trong cổ chiến trường, chém giết hoang thú, thái cổ di chủng các loại, đều có thể đạt được tích phân. Ngoài ra, đạt được một chút người xưa truyền thừa, cơ duyên cái gì, cũng có tích phân. Dĩ nhiên, tích phân là có thể lẫn nhau cướp đoạt. Cuối cùng tích phân nhiều nhất, biểu hiện xuất sắc người, mới có thể bị ta truyền thừa thư viện nhìn chúng. Vị này truyền thừa thư viện tu sĩ dứt lời, cũng là có rất nhiều lệnh bài tản ra, rơi vào một đám hoàng triều thiên kiêu trong tay. Quân Tiêu Dao cũng đã nhận được một khối. Nhưng hắn cũng không thèm để ý. Mục đích của hắn cũng không phải gia nhập truyền thừa thư viện. Mà lại, chẳng lẽ truyền thừa thư viện liền dung hạ được hắn này tôn đại Phật sao? Quân Tiêu Dao không cho rằng như thế. Một bên khác, Chu Mộc cùng Lạc Lạc cũng là đạt được lệnh bài. Lạc Lạc khóe mắt không chỗ ở liếc nhìn Quân Tiêu Dao bên này. Chu Mộc ánh mắt nhìn về phía Quân Tiêu Dao cùng Ngọc Hiên thái tử đều là mang theo địch ý. Mà lúc này, mặt khác lại có một đám người đi vào Ngọc Hiên thái tử. Chính là Ngọc Hiên thái tử tìm kiếm một chút đồng minh. Mà trước đó Thiên Ô hoàng triều cái vị kia Ô Ma hoàng tử bất ngờ cũng ở trong đó. Bất quá, hắn tựa hồ là đã bỏ đi Ngọc Nhàn công chúa, biết mình không có hy vọng, cho nên hiện tại lại hướng một vị khác hoàng triều kiêu nữ hiến ân tình. Nhưng mà vị kia hoàng triều kiêu nữ ánh mắt nhìn đến Quân Tiêu Dao, thoáng chốc không rời mắt nổi, sau đó trực tiếp hất ra Ô Ma hoàng tử, đối Ngọc Hiên thái tử khẽ cười nói: Ngọc Hiên thái tử, vị công tử này là ai a? Cũng không theo chúng ta những người bạn này giới thiệu một chút.
Vị này hoàng triều kiêu nữ, mắt chỉ nhìn quân Tiêu Dao, rất sáng, rất nóng. Cái này khiến một bên vừa liếm bên trên không bao lâu Ô Ma hoàng tử, bị thương rất nặng. Vì cái gì thụ thương luôn là hắn? Chương 2098, tiến vào phần thiên cổ chiến trường. Vị này là quân Tiêu Dao quân công tử, đến lúc đó tiến vào phần thiên cổ chiến trường, nếu là gặp được hắn, có thể phải thật tốt dựa vào một thoáng. Ngọc Hiên thái tử cười nói. Quân Tiêu Dao cũng là nhàn nhạt gật đầu. Đối với mấy cái này hoàng triều thiên kiêu, hắn không có gì để ý tới hứng thú. Nhưng bộ dạng này lãnh ngạo dáng vẻ, ngược lại nhường hoàng triều kiêu nữ, càng là tò mò, dán đi lên lôi kéo làm quen. Ô Ma hoàng tử nhìn đến đây, bị thương rất nặng. Đều là nam nhân, vì cái gì khác biệt lớn như vậy? Đúng rồi, người kia liền là Ngọc Hiên huynh muốn tiễu trừ đối tượng à, nhìn qua không được tốt lắm dáng vẻ. Một vị khác hoàng triều thái tử, nhìn về phía cái kia Chu Mộc, cười lạnh. Quân Tiêu Dao trước đó hơi để chọn hắn một thoáng, khiến cho hắn đối này Chu Mộc, trong lòng cũng là nhiều hơn một phần cảnh giác. À, Ngọc Hiên huynh yên tâm, có chúng ta đồng loạt ra tay, cái kia Chu Mộc, lên trời không đường, xuống đất không cửa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thiên kiêu cười lạnh nói. Quân Tiêu Dao nhìn đến đây, cũng là im lặng. Thật đúng là điển hình ngốc nghếch nhỏ nhân vật phản diện phát biểu. Chờ đến phần thiên cổ chiến trường về sau, Chu Mộc vị này khí vận chi tử, hẳn là sẽ cho bọn hắn một điểm kinh hỉ. Mà không lâu sau đó, trăm quốc đại chiến rốt cục mở ra. Hết thảy thiên kiêu, đều đi tới phần thiên cổ chiến trường rìa. Tại đây bên trong, có khắp nơi truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến phần thiên cổ chiến trường nội bộ. Ngọc Hiên thái tử, hướng xa xa Chu Mộc nhìn thoáng qua. Hai người cừu hận, tự nhiên là không cần nhiều lời. Chu Mộc lại tận lực nhìn quân Tiêu Dao liếc mắt. Nếu là tại phần thiên cổ chiến trường bên trong đụng tới, cũng là có thể ước lượng đo một cái cảnh giới của người nọ cùng thực lực. Chu Mộc nghĩ thầm. Đi qua Thánh Long chân huyết gia trì. Hắn thực lực hôm nay, tại đây trăm quốc tinh vực, trên cơ bản hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Chính là lòng tự tin bạo dạp thời điểm. Mà nếu như hắn biết được quân Tiêu Dao chân chính có thể vì, sợ là sẽ phải hoài nghi nhân sinh. Đương nhiên, đây là nói sau. Trước mắt, vị này khí vận chi tử, vẫn là lòng tự tin tràn đầy. Lúc này, quay vòng mà đem một khối ngọc giản cho Lạc Lạc. Lạc Lạc, nếu như tại phần thiên cổ chiến trường bên trong gặp được nguy hiểm gì, trực tiếp bóp nát ngọc giản này, ta sẽ mau chóng chạy tới. Chu Mộc nói. Đói. Lạc Lạc không yên lòng lên tiếng. Nhưng khóe mắt của nàng dư quang, y nguyên nhìn về phía quân Tiêu Dao bên kia. Chu Mộc nắm đấm chậm rãi siết chặt. Không quan hệ. Chờ tại phần thiên cổ chiến trường bên trong, Lạc Lạc ở vào tứ cố vô thân thời điểm. Chính mình cường thế đến đâu ra tay, anh hùng cứu mỹ nhân. Khi đó, Lạc Lạc liền sẽ biết, chỉ có hắn có thể dựa nhất. Từng vị thiên kiêu, bước vào trong truyền tống trận. Về sau, bọn hắn sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống, đến phần thiên cổ chiến trường bên trong mỗi cái khu vực. Quân Tiêu Dao mấy người cũng cất bước mà ra, tiến vào trong truyền tống trận. Mà cùng một thời gian, tại phần thiên cổ chiến trường rìa sâu trong hư không, một chiếc bàng bạc lâu thuyền ngừng lưu tại nơi này. Chính là truyền thừa thư viện lâu thuyền. Lâu thuyền bên trong, hai vị nữ tử ngồi xếp bằng. Một vị cung làm ra vẻ thành thục nữ tử, dung mạo thanh nhã nghiên lệ. Một vị khác hơi có vẻ sức sống nữ tử, màu da trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, dung mạo tiếu mỹ. Chính là Tô Yên cùng Triệu Hân sư đồ hai người. Mà ở trước mặt các nàng, có một màn ánh sáng bày ra. Chính là bảng điểm số. Những cái kia tiến vào phần thiên cổ chiến trường hoàng triều thiên kiêu, đều có lệnh bài, trong đó có 10 điểm cơ sở tích phân. Mà này tích phân, đều sẽ biểu hiện tại đây bảng điểm số lên. Sư tôn, những cái kia thiên kiêu đã bắt đầu tiến vào phần thiên cổ chiến trường. Triệu Hân nói. Ừm, hy vọng có thể có mấy cái hơi xuất sắc một điểm đi. Tô Yên nhìn xem này bảng điểm số, thở dài một tiếng. Mặc dù nàng cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Nhưng, một phần vạn đâu? Phần thiên cổ chiến trường bên trong. Quân Tiêu Dao rơi vào bên trong một cái khu vực. Phóng nhãn nhìn lại, cát vàng đằng đẵng, đỏ trần đầy trời. Phần thiên cổ chiến trường, lộ ra tiêu điều mà hoang vắng. Lúc này, đất cát bỗng nhiên dao động. Cách đó không xa, cồn cát nhô lên. Trong đó bất ngờ nổi lên một đầu khí tức kinh khủng sa mạc cự ngạc. Đây là một đầu có được thái cổ di chủng huyết mạch mạnh mẽ hoang thú, thực lực bất phàm. Cho dù là một chút mạnh mẽ hoàng triều thiên kiêu đụng tới, cũng phải biến sắc. Đây không phải một cái dễ đối phó tồn tại. Nhưng quân Tiêu Dao, mặt không biểu tình. Chẳng qua là một cái ánh mắt rơi đi. Phốc phốc, đầu này khí tức hung hãn sa mạc cự ngạc, trực tiếp thân thể sụp đổ, hóa thành đầy trời thịt nát cốt nhục. Không thú vị. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, chắp tay dạo bước. Nhi đồng lúc, một bên khác, Chu Mộc cũng là bị truyền đưa đến một khu vực. Ánh mắt của hắn quét nhìn liếc chung quanh, nhếch miệng lên một vệt nắm chắc thắng lợi trong tay cười. Hắn tin tưởng,
Có khí vận Kim Long bảo hộ, hắn lần này nhất định có thể có thu hoạch. Còn có cái kia Ngọc Hiên, chắc hẳn cũng nhanh muốn động thủ đi, bất quá dạng này cũng tốt, chính hợp ý ta. Chu Tín tâm tràn đầy, thân hình như là mũi tên phá không mà đi. Nhưng mà tình huống cũng đúng như là hắn sở liệu. Bất quá nhiều lúc, Chu Mộc liền phát hiện một gốc hiếm hoi thánh dược. Nhưng không lâu sau, lại phát hiện một chỗ người xưa di tích. Những người khác, đụng cũng khó khăn đụng phải cơ duyên, Chu Mộc lại là liên tiếp gặp được. Mà xung quanh thực lực, cũng ở dưới tình huống này, tiến bộ càng thêm cấp tốc. Tại truyền thừa thư viện lâu trong thuyền. À, sư tôn ngươi xem, này người cũng là có chút ý tứ. Triệu Hân tầm mắt, một mực buồn bực ngán ngẩm mà nhìn chằm chằm vào bảng điểm số. Nhưng bảng điểm số bên trên biến hóa, lại là làm nàng ánh mắt sáng lên. Đại Chu Hoàng Triều Chu, người kia là ai, chưa nghe nói qua, nhưng hắn tích phân, bay lên vô cùng nhanh. Triệu Hân nói, Tổ Yên nhìn một cái, cũng là khẽ gật đầu nói. Thật có chút không tầm thường, nhưng bây giờ, Trăm Quốc đại chiến mới vừa mở ra, cười đến cuối cùng mới là doanh gia. Dĩ vãng, cũng không thiếu một chút biểu hiện đột xuất người, tối hậu quan đầu lại bị người khác tiệt hồ. Nhưng bất luận như thế nào, cái này tên là Chu Mộc Hoàng Triều Thiên Kiêu, hoàn toàn chính xác tiến nhập Tô Yên trong tầm mắt. Đến mức Quân Tiêu Giao, mặc dù hắn cũng có tích phân lệnh bài, bài danh cũng tính gần phía trước, nhưng cũng không có xếp tại trước mấy tên. Nguyên nhân rất đơn giản. Quân Tiêu Giao ban đầu cũng không phải là vì Trăm Quốc đại chiến tới. Nếu như hắn thật phải nghiêm túc, đủ để một người quét ngang Trăm Quốc đại chiến hết thảy Thiên Kiêu. Muốn bao nhiêu tích phân có nhiều ít tích phân. Nhưng không cần thiết, hắn không quan tâm, thậm chí đều rất ít ra tay. Hắn chỉ muốn ngồi đợi Chu Mộc kiếm chuyện. Thời gian, đảo mắt đã vượt qua 7 ngày. Đi sâu phần thiên cổ chiến trường các quốc gia thiên kiêu nhóm, cũng đều là sinh ra không ít ma sát va chạm. Đương nhiên, cũng không ít thiên kiêu, kết thành tiểu đoàn thể. Bên này, Ngọc Hiên Thái Tử cũng là tập kết một nhóm Hoàng Triều Thiên Kiêu, chuẩn bị săn bắn Chu Mộc. Dùng Ngọc Hiên Thái Tử mạng lưới quan hệ, rất nhanh liền khóa chặt Chu Mộc phương vị. Trọn vẹn hơn 10 vị thực lực bất phàm Hoàng Triều Thiên Kiêu, cùng hắn cùng một chỗ, vòng vây Chu. Cuối cùng, tại một nơi, đem Chu Mộc ngăn chặn. Chu Mộc, mặc kệ ngươi có bài tẩy gì thủ đoạn, này phần thiên cổ chiến trường, đều là ngươi táng thân địa phương. Ngọc Hiên Thái Tử mắt mang sát ý, há, phải không? Đối mặt hơn 10 vị Hoàng Triều Thiên Kiêu, Chu lúc này, ngược lại bình tĩnh tới cực điểm, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Tiểu tử này, còn ở lại chỗ này sĩ diện đâu, muốn chết. Một vị Hoàng Triều Thiên Kiêu thấy thế, mắt lộ vẻ không kiên nhẫn, trực tiếp ra tay. Nhưng mà, oanh, thứ hai chiêu hoành ra, vị kia Hoàng Triều Thiên Kiêu, trực tiếp liền bị đánh nổ, mưa máu đầy trời. Chương 2099, giả heo ăn thịt hổ Chu Mộc, chấn kinh mọi người, Tô Yên nghi hoặc. Còn lại Hoàng Triều Thiên Kiêu, đều là vẻ mặt đầy rung động. Vô thượng huyền tôn chi cảnh, hắn vậy mà đạt đến vô thượng huyền tôn chi cảnh. Cảm nhận được Chu Mộc cái kia khí tức kinh khủng, một vị Hoàng Triều Thiên Kiêu nhịn không được thất thanh sợ hãi nói. Vô thượng huyền tôn chi cảnh, dù cho thả trong mắt giới, đều tính rất tốt. Không nói đứng hàng đỉnh tiêm, nhưng cũng thuộc về nhất lưu. Tuyệt đối cùng cái gọi là phế nhân dính không đến một bên. Dù sao trước đó, cái kia truyền thừa thư viện Triệu Hân, cũng bất quá vô thượng huyền tôn tiền kỳ mà thôi. Nói cách khác, Chu Mộc cảnh giới bây giờ, đã cùng những cái kia mạnh mẽ bất hủ thế lực truyền nhân đệ tử không sai biệt lắm. Nhưng vấn đề là, nơi này chính là vắng vẻ Trăm Quốc tinh vực A, mà Đại Chu Hoàng Triều, vẻn vẹn chẳng qua là Trăm Quốc tinh vực bên trong một cái suy yếu Hoàng Triều mà thôi. Chớ nói chi là Chu Mộc còn bị cướp đi Thánh Long huyết, là Trăm Quốc tinh vực nổi danh nhất phế vật một trong. Dạng này một cái phế vật lại là vô thượng huyền tôn. Nói ra ai mà tin? Ngọc Hiên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có Hoàng Triều Thiên Kiêu sắc mặt trắng bệch. Nếu là bọn họ biết được, Chu Mộc là cảnh giới cỡ này, bọn hắn mới sẽ không tìm đường chết tới vây giết. Thực lực của hắn, Ngọc Hiên Thái Tử vẻ mặt cũng là băng ngưng. Thật bị Quân Tiêu Giao nói đúng. Này nhìn như phế nhân Chu Mộc, nhưng thật ra là giả heo ăn thịt hổ, không thể khinh thường. Nhanh, chạy mau. Làm Chu Mộc triển lộ ra vô thượng huyền tôn cảnh giới sau. Ở đây Thiên Kiêu liền đã không có đấu trí. Muốn chạy, Chu Mộc khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn chờ, chính là cái này thời điểm. Nhìn xem những cái kia đã từng xem thường hắn người, từng cái lộ ra chấn động vô cùng biểu lộ. Hôm nay, một cái cũng đừng hòng đi. Chu Mộc ra tay rồi, khí tức bằng bạc. Cái đó là Thánh Long huyết. Ngọc Hiên Thái Tử đều là có chút chấn kinh. Cái gì gọi là tìm đường sống trong chỗ chết, hiểu chưa? Chu Mộc thong dong nói. Khí vận Kim Long, hắn là tuyệt đối không có khả năng tiết lộ ra ngoài. Đây là hắn bí mật lớn nhất. Nhưng Thánh Long chân huyết cũng là không quan trọng. Oanh!
Chu Mộc ra tay, pháp tắc thần thông phảng phất hóa thành một đầu pháp tắc chi long, đối mọi người đánh tới. Rút lui trước. Ngọc Hiên Thái tử cũng là người quyết đoán, co được giãn được, không nói hai lời, cũng là chuẩn bị rút lui. Mà Chu Mộc đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy buông tha bọn hắn. Phốc, 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 từng vị tiểu trừ hoàng triều thiên kiêu bị Chu Mộc đánh nổ. Đương nhiên, hắn mục tiêu lớn nhất vẫn là Ngọc Hiên Thái tử. Hôm nay, liền đem ta Thánh Long huyết đoạt lại. Chu Mộc ra tay, ánh mắt lãnh khốc. Mặc dù hắn hiện tại đã không cần Ngọc Hiên Thái tử trên người Thánh Long huyết, nhưng này, dù sao cũng là đã từng từ trên người hắn tước đoạt đồ vật, hắn muốn đòi lại. Cảm thụ được Chu Mộc cái kia mang theo tuyệt sát khí tức một chiêu, Ngọc Hiên Thái tử cắn răng. Trải qua Quân Tiêu Dao tùy ý chỉ điểm sau, thực lực của hắn cũng là đạt đến Đại Thiên Tôn viên mãn, nhưng cách Vô Thượng Huyền Tôn còn có khoảng cách. Hắn cũng không phải loại kia yêu nghiệt phá cấm cấp thiên kiêu, có thể tùy tiện khiêu chiến vượt cấp. Loại cảnh giới này khoảng cách đối thiên kiêu tới nói là chí mạng. Nhưng mà, ngay tại Ngọc Hiên Thái tử cảm giác được sinh tử nguy hiểm lúc, bỗng nhiên, trong cơ thể hắn phảng phất có một cỗ lực lượng pháp tắc chịu đến bên ngoài áp bách, bị phát động. Sau đó, oanh, một cỗ mênh mông pháp tắc lực lượng hóa thành chùm sáng, bắn ra mà ra. Như thế nào? Chu Mộc lập tức giật mình, cảm giác được cái kia cỗ chùm sáng uy lực đáng sợ. Thân hình hắn vội vàng tránh lui, đồng thời trong tay chiêu thức quét ngang mà ra. Phốc. Dù vậy, Chu Mộc thân hình cũng là bay ngược mà ra, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, đầu vai đúng là bị xuyên thủng ra một cái. Lỗ máu. Thương thế này, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại cho Ngọc Hiên Thái tử hòa hoãn cơ hội. Ngọc Hiên Thái tử chính mình cũng là có chút mờ mịt. Nhưng hắn cũng không ngốc, lập tức liền nghĩ đến. Quân công tử. Là quân công tử, bất chi bất giác, tại trên người của ta mai phục hạ thủ đoạn. Hắn chẳng lẽ đã biết, ta đối mặt Chu Mộc, có khả năng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ngọc Hiên Thái tử đáy lòng rung động, đồng thời mang theo cảm kích. Quân Tiêu Dao trong mắt hắn, thật cùng thần tiên không sai biệt lắm. Ngọc Hiên Thái tử không chần chờ, thừa cơ thân hình cấp tốc độn không mà đi. Đáng chết. Chu Mộc lấy lại tinh thần, sớm đã không thấy Ngọc Hiên Thái tử bóng dáng. Hắn muốn giết nhất người, không có giết. Chẳng lẽ là cái kia Ngọc Hư Hoàng chủ cho hắn hộ thân thủ đoạn, vẫn là nói. Chẳng biết tại sao, Chu Mộc trong đầu, nổi lên vị kia thần bí công tử áo trắng thân ảnh. Nhưng chợt, Chu Mộc lắc đầu. Điều đó không có khả năng, một thức này thủ đoạn, uy lực mạnh như thế, không thể nào là người kia bày. Tuổi của hắn, tối đa cũng liền theo chúng ta không sai biệt lắm. Chu Mộc bỏ đi cái này có chút hoang đường ý nghĩ. Kỳ thật hắn nghĩ sai chính là, chân chính nói đến, Quân Tiêu Dao tuổi tác. So với bọn hắn đều muốn nhỏ một đoạn dài, là thật tuổi trẻ. Mà bọn hắn, chẳng qua là tại tu sĩ bên trong, xem như thế hệ trẻ tuổi mà thôi. 99. Coi như số người gặp may, như ngươi sống lâu mấy ngày. Chu Mộc trong mắt lóe lên lãnh quang, chuẩn bị đi trước điều dưỡng chữa thương. Ngược lại Ngọc Hiên Thái tử sớm muộn đến chết ở trong tay hắn. Mà bên này, đang ở phần thiên cổ chiến trường bên trong, tựa như đi dạo hậu hoa viên Quân Tiêu Dao. Tựa hồ đã nhận ra cái gì, khóe môi câu lên một vệt cười nhạt. Đã đụng phải à, phát động ta lưu lại thần thông ấn ký. Tình huống vẫn là như ta sở liệu, vừa ra củi mục nghịch tập, chấn kinh bốn phương trò hay. Đối với loại tình huống này, Quân Tiêu Dao cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bất quá dưới mắt, so với Chu Mộc, hắn càng quan tâm một người khác tình huống. Dò xét tra một chút cô gái kia động tĩnh. Quân Tiêu Dao suy nghĩ một chút, thôi động nguyên thần chi lực. Lập tức, mênh mông thần hồn lực lượng, mãnh liệt mà ra, che đậy toàn bộ phần thiên cổ chiến trường. Cỗ này thần hồn gợn sóng, bình thường thiên kiêu khả năng khó mà phát giác. Thế nhưng, ở vào lầu đó trong thuyền Tô Yên, lại là lập tức đã nhận ra. Nàng chớp nhoáng đứng dậy, đi thẳng tới lâu thuyền bên ngoài, đối hư không nói. Không biết là vị nào các hạ, nhào ngó chiến trường, có ý đồ gì? Tô Yên thần hồn đồng dạng khuếch tán mà ra. Thế nhưng không có chút nào đáp lại. Làm sao vậy, sư tôn? Triệu Hân cũng chạy đến, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Tô Yên nói. Mới vừa, ta đã nhận ra một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng thần hồn. Làm sao lại như vậy? Triệu Hân kinh ngạc. Sư tôn của nàng có thể là chuẩn đế. Liền Tô Yên đều nói là cực kỳ khủng bố lực lượng thần hồn. Thật là mạnh bao nhiêu? Cái kia cỗ lực lượng thần hồn, hẳn là đã đạt đến hàng xa cấp viên mãn. Cho dù là chuyên chú tu luyện nguyên thần chi đạo chuẩn đế, cũng ít có thể đi đến như vậy cảnh giới người. Tô Yên lắc đầu nói. Nàng không biết này đạo thần niệm chủ nhân là mấy kiếp chuẩn đế. Nhưng nếu luận mỗi về thần hồn lực lượng, liền nàng đều chỉ có thần phục. Làm sao có thể, tại đây trăm quốc tinh vực, sẽ có cường giả như vậy sao? Triệu Hân cũng là giật mình không thôi. Không biết, vị cường giả kia tựa hồ không có động tĩnh, chẳng lẽ chẳng qua là đi ngang qua tò mò.
Tô Yên cũng là có chút mê hoặc. Các nàng lập tức quay trở về lâu thuyền. Mà phần thiên cổ chiến trường bên này, Quân Tiêu Dao khóe miệng mỉm cười. Hắn đã khóa chặt cô gái kia khí tức. Bất quá, thiếu nữ kia tựa hồ là lâm vào phiền toái ở trong. Xem ra, Chu Mộc chờ đợi anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội đã đến. Bất quá, chẳng qua là đồ tố giá y mà thôi. Quân Tiêu Dao cười cười. Thân hình hắn chấn động, một cái khác hắn xuất hiện, chính là thánh thể dị tượng pháp thân. Quân Tiêu Dao bản tôn, đi tới thiếu nữ kia chỗ phương vị. Mà dị tượng pháp thân, thì đi tới Chu Mộc bên kia lao đi. Chương 2100, lạc lạc hãm nguy, anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội, xung quanh chấn kinh. Các ngươi muốn làm gì? Phần thiên cổ chiến trường, một chỗ khu vực bên trong. Một vị tinh khiết lệ xinh đẹp nho nhã, kiều nhan động lòng người thiếu nữ, trong ngực ôm màu vàng kim thú nhỏ. Tầm mắt thận trọng mà nhìn chằm chằm vào đối diện mười mấy bóng người. Tự nhiên là lạc lạc cùng sùng vật của nàng Nguyên Bảo. Mà tại mười mấy người này bên trong, đi ra một vị quần áo lộng lẫy nữ tử. Vị nữ tử kia, dung mạo cũng là kiều diễm. Nhưng giờ phút này, nhìn chằm chằm lạc lạc trong tay Nguyên Bảo, trong con ngươi nhịn không được toát ra lửa nóng ý muốn sở hữu. Ta cũng không nói cái gì, nắm này thú nhỏ lưu lại, ngươi có khả năng lăn. Lộng lẫy nữ tử nói, nàng liếc mắt liền chọn chúng lạc lạc trong ngực Nguyên Bảo. Ngươi vậy mà mong muốn Nguyên Bảo, nó có thể là sùng vật của ta. Lạc lạc nói, cái gì ngươi, bản công chúa nhìn chúng, kia chính là ta đồ vật. Lộng lẫy nữ tử một mặt ngang ngược chi sắc, nàng chỗ hoàng triều. Dù cho phóng nhãn này trăm quốc tinh vực cũng tính bài danh trước mấy. Cho nên dưỡng thành không coi ai ra gì, duy ngã độc tôn ngang ngược tính cách. Có thể là, ngươi không thể tùy tiện đoạt đồ của người khác a. Lạc lạc đôi mi thanh tú nhăn lại nói. Nàng bản tính đơn thuần, chưa có tiếp xúc qua bên ngoài, một mực được bảo hộ lấy. Tự nhiên không biết ngoại giới mạnh được yếu thua. Ha ha, cười chết người, từ đâu tới ngốc trắng ngọt, nói chuyện như thế ngây thơ. Lộng lẫy nữ tử nhịn không được lộ ra một vệt phúng cười. Đồng thời trong mắt cũng có vẻ ghen ghét. Nàng ghen ghét lạc lạc dung mạo. Vì cái gì thượng thiên, hết lần này tới lần khác đem dạng này một phần như tinh linh dung mạo tuyệt mỹ, cho nha đầu này. Lúc này, lộng lẫy nữ tử bên người một vị hoàng bào nam tử đứng ra, đối lạc lạc khẽ mỉm cười nói. Vị cô nương này, ngươi vẫn là thức thời, giao ra này thú nhỏ đi. Nam tử lời nói ôn hòa, chẳng qua là cái kia trong đôi mắt, mang theo một loại lệnh lạc lạc khó chịu màu nhiệt huyết. Mà nàng trong ngực Nguyên Bảo, cũng là hướng về phía đám người này nhe răng trợn mắt. Trong lúc mơ hồ, có một cỗ cường đại uy thế đang nổi lên. Cái này sủng vật, lai lịch bất phàm a. Có người thấy thế, nói dị nói. Làm sao cảm giác có điểm giống mạo a? Bực này hiếm hoi thụy thú, làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Tại nhận ra thân phận của Nguyên Bảo sau. Ở đây thiên kiêu, ánh mắt càng là lửa nóng. Bực này thụy thú, thực lực bây giờ sẽ bất phàm, nếu là triệt để trưởng thành. Là một nước hoàng triều hộ quốc thần thú, đều là dư xài. Sói lại như thế nào, vừa vặn ta chỗ này có La Thiên Võng, còn có trận phù, có thể nghĩ biện pháp trấn áp con thú này. Rất nhiều thiên kiêu đều nhao nhao muốn thử. Lạc lạc thấy thế, không nói hai lời, nhanh chân liền chạy. Nàng mặc dù đơn thuần, nhưng đơn thuần cũng không phải ngốc. Nàng đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn nghe lời đứng đấy bị trấn áp. Chạy được không? Lộng lẫy nữ tử đám người đuổi theo. Lạc lạc hơi hơi cắn môi. Không nghĩ tới thế giới bên ngoài hung hiểm như thế. Mặc dù nàng có vài vị sư phụ, nhưng những sư phụ kia đều không dạy qua nàng cái gì thần thông thủ đoạn, càng không có dạy qua nàng tu luyện. Về phần hiện tại chính mình là cảnh giới gì cùng thực lực, lạc lạc chính mình cũng là không hiểu ra sao. Nàng suy nghĩ một chút, bóp nát Chu Mộc cho Ngọc Giản. Mà trong cùng một lúc, không sai biệt lắm đem thương dưỡng hảo Chu Mộc, lập tức liền đã nhận ra. Hắn chẳng những không có vì lạc lạc tình cảnh mà khẩn trương, ngược lại ánh mắt lộ ra một vệt vui mừng. Anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội tới. Mà này, chính là càng sâu hắn cùng lạc lạc quan hệ cơ hội tốt nhất. Không nói hai lời, Chu Mộc lập tức hướng phía Ngọc Giản bóp nát nơi phát ra bay vút đi. Thế nhưng, bất quá nhiều lúc, Chu Mộc thấy được phía trước có một đạo áo trắng thân ảnh, tĩnh tĩnh đứng ở đó. Phảng phất là ở nơi đó chờ lấy hắn. Là ngươi. Chu Mộc trong mắt tinh mang lóe lên. Cái kia áo trắng thân ảnh, tự nhiên là Quân Tiêu Dao. Nghiêm chỉnh mà nói, là Quân Tiêu Dao dị tượng pháp thân. Nhưng dùng hiện tại Chu Mộc tầm mắt, tự nhiên là không nhìn ra. Hắn hơi hơi khóa lại lông mày. Kẻ đến không thiện. Đồng thời, trong thức hải của hắn khí vận kim long, cũng là lại lần nữa bất an phiên vũ đằng lấy, phảng phất là đang cảnh cáo hắn. Các hạ trước đó cùng Ngọc Hư Hoàng Triều Ngọc Hiên bọn người ở tại cùng một chỗ, xem ra là thật cùng bọn hắn có quan hệ. Chu Mộc trầm giọng nói, có quan hệ hay không, lại như thế nào? Quân Tiêu Dao ngữ khí nhàn nhạt. Ánh mắt hơi hơi buông xuống, nhìn xem Chu Mộc.
Chu Mộc cau mày. Này loại trên cao nhìn xuống, phảng phất đối đãi sợ kiến tầm mắt, khiến cho hắn không thích. Hắn hiện tại cũng xem như một cái tuổi trẻ cường giả. Vậy các hạ nhưng biết, Ngọc Hiên đều đã bị ta tàn nhẫn dự đánh tan, ngươi muốn ngăn cản ta, có thể nghĩ tốt đại giới rồi. Chu Mộc ngữ khí nặng nề nói. Đại giới? Quân Tiêu Dao cười, tựa hồ là nghe được một cái khiến cho hắn cảm thấy có chút hoang đường chê cười. Chu Mộc thấy thế, cũng rất thẳng thắn. Oanh một tiếng, vô thượng huyền tôn cấp bậc khí tức bộc phát ra, như là như phong bạo, đem chung quanh cát bụi đều là cuốn lên, thiên địa phẳng phất đều tại chấn động. Ngươi bây giờ còn cảm thấy ta rất buồn cười đúng không? Chu Mộc đứng chắp tay, ngữ khí đạm mạc, vô cùng có bức cách. Hắn vô thượng huyền tôn cảnh giới đều dương lộ ra, đối diện cũng cần phải kiêng kỵ đi. Dĩ nhiên hài hước. Quân Tiêu Dao nhô ra nhất chỉ, đối Chu Mộc điểm rơi mà xuống. Lần này, liền để Chu Mộc sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Rõ ràng chẳng qua là một ngón tay, nhưng trong mắt hắn, lại phẳng phất như chống trời chi trụ, đối hắn nghiền ép mà xuống. Phẳng phất nhật nguyệt đều muốn yên diệt, tinh thần đều muốn sụp đổ. Đây là một loại như thế nào uy thế? Không chần chờ chút nào, Chu Mộc trực tiếp là thúc giục Thánh Long chân huyết. Giống. Một tiếng long hống truyền ra. Một đầu khí huyết ngưng tụ mà thành huyết sắc trường long, quấn quanh lấy xung quanh bên ngoài thân, muốn chống cự Quân Tiêu Dao một chỉ này. Nhưng, hữu dụng không? Dị tượng pháp thân, mặc dù không thể so Quân Tiêu Dao bản tôn, nhưng cũng không phải một cái chưa hoàn toàn phát dục thế giới chi tử có khả năng ngăn cản. Thậm chí, coi như hoàn toàn phát dục, có thể hay không đối phó được, vẫn là cái vấn đề. Phốc, Chu Mộc thân thể, cảm giác giống như là bị thái cổ thần chỉ nhất chỉ chỗ nghiền ép, xương vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ đều tại bốc lên. Hắn phun ra một miệng lớn xen lẫn nội tạng máu tươi, con mắt nổi lên. Cả người, như cùng một cái nhuốm máu túi, bị hung hăng ném đi. Cái gì tự tin? Cái gì lạnh nhạt? Cái gì đã tính trước? Toàn bộ cũng bị mất. Chỉ có chật vật không chịu nổi, cùng vô tận khuất nhục. Mà lại trọng yếu là, đây là tại dị tượng pháp thân lưu thủ tình huống dưới. Bằng không, một chỉ này đủ để muốn Chu Mộc mệnh. Nhưng nếu như Chu Mộc chết rồi, còn lại cơ duyên, có lẽ liền khó mà bị dẫn dắt ra thế. Dầu gì, cũng phải Quân Tiêu Dao chính mình đi tìm. Mà Quân Tiêu Dao có thể là nhất ngại phiền toái. Có thể không tự mình động thủ, liền tận lực không tự mình động thủ. Cho nên, vẫn là để Chu Mộc chính mình đi tìm đi. Ngươi, Chu Mộc nhuốm máu khuôn mặt mang theo vặn vẹo, chấn kinh, không cam lòng, khuất nhục. Hắn hiện tại đã biết rõ. Trước đó Ngọc Hiên trên thân lưu lại thủ đoạn, chính là tới từ trước mặt vị này công tử áo trắng. Hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng, vị này tuổi tác, thậm chí khả năng so với hắn còn muốn càng tuổi trẻ công tử áo trắng. Thực lực làm sao lại khủng bố như thế? Tạo hóa thần tôn. Cho dù là tạo hóa thần tôn, cũng không có khả năng nhất chỉ liền để hắn chật vật như thế a. Tốt xấu hắn còn có Thánh Long chân huyết hộ thân. Nhưng nếu như mạnh hơn, Chu Mộc liền không cách nào tưởng tượng. Đó đã không phải là yêu nghiệt, mà là một cái triệt triệt để quái vật. Quân Tiêu Dao thực lực, nhưng Chu Mộc vị này thế giới chi tử đều là bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nhớ kỹ, có vài người, không phải ngươi có tư cách nhúng chàm. Quân Tiêu Dao pháp thân, ngữ khí đạm mạc vô cùng, quay người rời đi. Còn bỏ xuống một câu nhân vật phản diện kinh điển kéo cừu hận lời nói, để mà kích thích Chu Mộc, khích lệ hắn phấn đấu, nỗ lực khỏe mạnh sinh trưởng. Có thể nói là diễn vô cùng tận chức tận trách. Nhưng không thể không nói, này loại làm nhân vật phản diện trang bức cảm giác, không tệ. Chương 2101, Chu Mộc quật cường, giải cứu Lạc Lạc, đặc thù cảm giác. Nhìn xem Quân Tiêu Dao bóng lưng rời đi, Chu Mộc gắt gao cắn răng. Ngự gấp nắm đấm, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, mang đến toàn tâm đâm nhói. Nhưng loại đau nhói này, lại còn lâu mới có được hắn tâm linh chịu khuất nhục tới đau đớn. Hắn biết Quân Tiêu Dao trong miệng chỉ người là ai? Lạc Lạc. Chu Mộc không khỏi nhớ tới, trước đó Lạc Lạc chủ động hỏi thăm, nàng và Quân Tiêu Dao có hay không ở nơi nào gặp qua. Chẳng lẽ bọn hắn thật nhận biết? Chu Mộc vẻ mặt có một sợi liệu nhưng, hắn căn bản không biết quân đạo xa cái này yêu nghiệt, đến cùng là từ đâu bỗng xuất hiện. Trăm quốc tinh vực, chưa từng có bực này biến thái. Hắn hiện tại còn cũng không biết. Trước mắt rời đi Quân Tiêu Dao chẳng qua là một bộ pháp thân mà thôi. Nếu như biết, hắn sẽ càng thêm hoài nghi nhân sinh. Bất quá, thế giới chi tử chung quy là thế giới chi tử. Chu Mộc cho dù là bị đoạt Thánh Long huyết, đều có thể tiếp nhận xuống tới. Này loại ngăn trở, mặc dù to lớn, nhưng cũng không cách nào triệt để phá tan hắn. Bất luận như thế nào, ta đều sẽ không từ bỏ Lạc Lạc. Ta phải trở nên mạnh hơn, phá ngươi cái này trở ngại. Chu Mộc từ trong hàm răng phun ra lời tới. Hắn mặc dù chật vật, nhưng cũng không phải là không có vươn mình cơ hội. Hắn tin tưởng, có khí vận Kim Long phù hộ, hắn nhất định sẽ có càng lớn cơ duyên. Thậm chí, hắn còn muốn đi tìm chân chính hoàn chỉnh khí vận Kim Long.
Trước mắt trong thức hải của hắn màu vàng kim tiểu long, chẳng qua là khí vận kim long bên trong một phần nhỏ mà thôi. Chu Mộc tin tưởng, chỉ cần hắn tìm được hoàn chỉnh khí vận kim long, đem sẽ có được to lớn gia trì. Đến lúc đó, chưa từng không thể đánh bại vị thần này bí công tử áo trắng. Tiếp xuống ta muốn làm, liền là tiến vào truyền thừa thư viện, đi tới rộng lớn hơn sân khấu. Bất quá dưới mắt, cần chữa thương, đáng giận, Lạc Lạc bên kia. Chu Mộc vẻ mặt băng ngưng. Thương thế hắn quá nặng, cần an dưỡng. Căn bản không kịp đi cứu Lạc Lạc. Này anh hùng cứu mỹ nhân, xem như thất bại. Hắn cũng chỉ có thể ký thác tại, đầu kia sói sủng vật, có thể bảo hộ chủ nhân của nó. Mà liền tại quân tiêu giao pháp thân, chặn đường hạ mong muốn đi anh hùng cứu mỹ nhân chú lúc. Quân tiêu giao bản thân, liền đã xuất phát, đi tới Lạc Lạc chỗ phương vị. Mà bên này, Lạc Lạc trực tiếp là bị bao vây chặn đánh ở. Trọn vẹn hơn 10 vị hoàng triều thiên kiêu, đưa nàng vây khốn ở trung ương. Chạy a, xú nha đầu, ngươi làm sao không chạy? Vị kia lộng lẫy nữ tử, ngữ khí cay nghiệt, lạnh lùng nhìn xem Lạc Lạc. Lạc Lạc trong ngực, nguyên bảo bỗng nhiên thoát khỏi mà ra, đối mọi người gào thét. Gâu, gâu. Mặc dù nỗ lực gào thét, nhưng này khỏe mạnh kháu khỉnh xuẩn manh bộ dáng, còn có tiếng chó sủa, vẫn là để ở đây vang lên cười vang chi. Tiếng, đây quả thật là tí hưu à, làm sao cảm giác là con chó? Khả năng vẫn còn ấu niên kỳ, chưa từng thuế biến đi. Tựa hồ cũng là cảm thấy người chung quanh chế giễu. Nguyên bảo lập tức lao ra, thân hình hóa thành một vệt kim quang, trực tiếp là va về phía một người trong đó. Phốc, người kia trực tiếp bị đụng bay, miệng phun máu tươi, xương ngực đều là vỡ vụn, nửa chết nửa sống bị ném đi hướng nơi xa. Cẩn thận, không thể khinh thường. Lộng lẫy nữ tử bên người vị kia hoàng bào nam tử nói. Tế ra La Thiên Võng, còn có trận phù. Mọi người bắt đầu ra tay, muốn trấn áp Nguyên Bảo. Các ngươi, thấy Nguyên Bảo bị La Thiên Võng bao lại, còn bị một đám thiên kiêu áp chế. Lạc Lạc lập tức con mắt liền ửng hồng, mang theo một cỗ chưa bao giờ sinh ra qua tức giận. Đây là nàng lần thứ nhất cảm nhận được phẫn nộ loại tâm tình này. Nguyên Bảo từ nhỏ làm bạn nàng, nói là sủng vật, nhưng kỳ thật đã là thân mật nhất tồn tại. Này xú nha đầu. Vị kia lộng lẫy nữ tử thấy Lạc Lạc ửng hồng đôi mắt để cho nàng nhìn qua, càng thêm có loại ta thấy mà yêu cảm giác. Lộng lẫy nữ tử trong lòng đố kỵ nổi lên. Nàng không có được tuyệt mỹ dung mạo, cái khác nữ tử cũng không thể có được. Lộng lẫy nữ tử tay ngọc hất lên, một cây chủy thủ xuất hiện trong tay, đối Lạc Lạc đi tới. Xú nha đầu, thượng thiên tại sao phải cho như ngươi loại này ngốc trắng ngọt này loại dung mạo, nó không nên xuất hiện tại trên mặt của ngươi. Lộng lẫy nữ tử ánh mắt ác độc, liền muốn xuất thủ, dùng bảy đầu vạch phá Lạc Lạc tuyệt mỹ khuôn mặt. Giờ phút này, liền Lạc Lạc chính mình cũng không có chú ý tới. Nàng trắng nõn giữa mi tâm, cái kia một đạo huyền diệu hoa văn, tựa hồ hơi sáng lên. Phảng phất có một loại lực lượng cực kỳ kinh khủng muốn phóng xuất ra. Mà đúng lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên truyền đến. Nhiều như thế người, cùng nhau khi phụ một cái tiểu cô nương, thật đúng là có mặt a. Là ai, nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân sao? Lộng lẫy nữ tử vô ý thức quát lớn, nhưng mà nàng nhìn một cái, lại là ngây dại. Một vị không minh không rảnh, áo trắng xuất trần, tựa như trích tiên tuấn tú công tử, chắp tay ung dung mà tới. Tự nhiên là quân tiêu giao. Lộng lẫy nữ tử ánh mắt ngốc kinh ngạc ở. Nhưng ngược lại, là càng sâu ghen ghét. Bực này xuất trần tuấn mỹ công tử, vậy mà cũng che chở nha đầu kia. Vị công tử này, chúng ta đến từ Đại Vũ Hoàng Triều, còn thỉnh không nên nhúng tay. Lộng lẫy nữ tử nói ra. Lấy nàng này loại xảo trá cay nghiệt tính cách, có thể nói ra những lời này, hay là bởi vì quân tiêu giao quá đẹp trai, nàng đều không muốn cùng hắn kết thù kết oán. Mà Đại Vũ Hoàng Triều, chính là trăm quốc tinh vực bài danh trước ba đỉnh cấp Hoàng Triều, quốc lực bất phàm. Đây cũng là vì cái gì, lộng lẫy nữ tử có thể như thế bốc đồng nguyên nhân. Dưới cái nhìn của nàng, ném ra ngoài Đại Vũ Hoàng Triều tên tuổi, vị này công tử áo trắng cũng ứng biết khó mà lui a. Thậm chí, có lẽ sẽ còn ngược lại nịnh nọt nàng. Nhưng cô gái này, rõ ràng là đang suy nghĩ quả đào ăn. Quân tiêu giao ánh mắt hảo không dao động, hắn một bàn tay hoành ra. Ba. Lộng lẫy nữ tử trực tiếp bị đập bay, miệng phun máu tươi, răng đều vỡ vụn. Dám đối công chúa ra tay, muốn chết. Còn lại hoàng triều thiên kiêu thấy thế, ra tay. Quân tiêu giao, động cũng không động, thần hồn lực lượng mãnh liệt mà ra, như đại dương mênh mông trùng kích hết thảy. Trong khoảnh khắc, cái kia hơn 10 vị hoàng triều thiên kiêu liền như là hạ như sủi cảo, dồn dập rơi xuống, trực tiếp bỏ mình. Bao quát cái kia lộng lẫy nữ tử, cũng là trực tiếp bị diệt sát. Tảo trừ rắc rưởi, quân tiêu giao ngược lại nhìn về phía Lạc Lạc, cười nhạt một cái nói, cô nương không ngại đi. Lạc Lạc, con ngươi sáng lóng lánh, nhìn xem quân tiêu giao. Nàng không nghĩ tới, cái này để cho nàng sinh ra đặc thù cảm giác nam tử, vậy mà lại cứu nàng.
nguyên bản nàng liền đối Quân Tiêu Dao có một loại cảm giác rất đặc biệt. Tăng thêm giờ phút này Quân Tiêu Dao lại cứu nàng. Lạc Lạc trong lòng càng là có một loại chưa bao giờ có cảm giác. Đa tạ công tử đã cứu ta cùng Nguyên Bảo, ta gọi Lạc Lạc. Lạc Lạc vươn ngọc thủ. Phải biết, dù cho tại nàng và Chu Mộc gặp phải thời điểm, cũng cho tới bây giờ đều không có chạm qua Chu, liền bắt tay đều chưa từng có. Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cũng là tự báo tính danh, đưa tay đem nắm. Đem nắm nháy mắt, Lạc Lạc có loại cảm giác giống như điện giật. Nàng rất tò mò, vì cái gì vị này, công tử áo trắng tổng có thể làm cho nàng có loại cảm giác này. Lạc Lạc, này trăm quốc đại chiến bên trong, khắp nơi đều có hung hiểm, không ngại, đồng hành đi. Quân Tiêu Dao nói, dĩ nhiên có khả năng. Lạc Lạc gấp vội vàng gật đầu. Quân Tiêu Dao lộ ra ý cười, đáy lòng lại có suy nghĩ chi ý. Tại tiếp xúc gần gũi về sau, hắn tựa hồ càng thêm có một loại nào đó suy đoán,